Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 152. Đương nhiên, hắn cũng không thể. Ngay khi hắn ra tay, kiếm của cô gái váy trắng chắc chắn sẽ đến. Diệp thần thu hồi tâm tư, hắn nhìn những cao thủ diệp tộc trong sân, nhẹ giọng nói, lại quay về rồi. Quay về rồi. Trong sân, mọi người đều đang nhìn Diệp thần. Đây không phải Diệp Huyên, mà là Diệp thần, là thế tử diệp tộc thật sự. Ở phía xa, vẻ mặt Diệp Thiên phức tạp, muộn rồi. Diệp thần cười nói, vậy sao? Diệp Thiên nhìn Diệp thần, đi đi, trước khi bà ta chưa quay lại. Diệp thần lại lắc đầu, lần này, ta không đi nữa. Nói rồi, hắn quay người rời đi, truyền lệnh ta, phàm là người diệp tộc, lập tức quay về nhà tổ. Về nhà tổ. Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen bên cạnh bỗng thay đổi, ông ta đang định ra tay thì lúc ấy. Một người đàn ông trung niên đột nhiên chắn trước mặt ông ta, chính là thống lĩnh Diệp Thiến. Ông lão áo đen nhìn Diệp Thiến chằm chằm, Diệp Thiến, người muốn tạo phản sao? Vẻ mặt Diệp Thiến vô cảm, người phải nghĩ cho kỹ, người là đối thủ của hắn sao? Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Diệp thần bỗng nói, về nhà tổ. Về nhà tổ. Trong sân, các cao thủ diệp tộc đều vội quay về nhà tổ. Ông lão áo đen ngẩng đầu nhìn, lúc này, ông ta vẫn không cảm nhận được Diệp Lăng Thiên. Vẻ mặt ông lão áo đen trùng xuống. Một lúc sau, ông ta đột nhiên quay đầu, lập tức triệu tập thập thị. Thập thị. 10 người trung thành nhất bên cạnh Diệp Lăng Thiên. Ở bên cạnh, một bóng người lẳng lặng lui đi. Ông lão áo đen nhìn về phía xa. Sau đó, ông ta cũng đuổi theo. Diệp thần đưa mọi người trở về nhà tổ diệp tộc, diệp thần trực tiếp bước vào nhà tổ, hắn nhìn những linh bài trong nhà tổ, hắn khẽ thi lễ, sau đó nói, mời chư vị tổ tiên. Vừa nói xong, bên trong nhà tổ, mấy chục linh bài đột nhiên chuyển động, sau đó, từng linh hồn bay ra từ trong những linh bài đó. 32 linh hồn tổ tiên diệp tộc. Nhìn thấy những người này, những người sau lưng diệp thần vội vàng thi lễ. Trong sân, linh hồn những tổ tiên diệp tộc kia đều nhìn Diệp thần quay đầu nhìn Diệp Thiến, tam thúc, kể với tổ tiên về chuyện năm đó đi, một chữ cũng không được thiếu. Diệp Thiến lập tức gật đầu, ông ta bắt đầu kể lại. Chính là chuyện năm đó. Dần dần, vẻ mặt linh hồn những vị tổ tiên diệp tộc kia càng trở nên khó coi. Tàn sát yêu nghiệt diệp tộc. Hành vi như vậy, thực sự không phải là chuyện tộc trưởng nên làm. Không chỉ như vậy, còn giết chết mấy vạn người trong tộc. Lúc này, ở trước mặt Diệp Thiến, một ông lão tóc trắng đột nhiên lạnh giọng nói, hành vi như vậy, sao có thể xứng là tộc trưởng Diệp tộc ta? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài điện. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một người phụ nữ chậm rãi bước vào. Chính là Diệp Lăng Thiên. Sau lưng Diệp Lăng Thiên, còn có 10 người áo đen kỳ lạ. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, ông lão áo đen mang đao ở bên cạnh mới thở phào một hơi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp thần, cười nói, thức tỉnh rồi sao? Diệp thần nhìn Diệp Lăng Thiên, ánh mắt có chút phức tạp, dừng tay đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi so với tiểu tử Diệp Huyên kia, thực sự chẳng thú vị gì cả. Ít ra, nếu là hắn... Chắc chắn hắn sẽ không nói mấy lời ấu trĩ như vậy. Láo xược. Ngay lúc này, linh hồn ông lão tóc trắng đột nhiên tức giận mắng Diệp Lăng Thiên, người giết hại thiên tài diệp tộc ta, ngươi. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên lướt qua. Bù. Ông lão tóc trắng kia lập tức bị một đao chém trúng, linh hồn lập tức trở nên hư vô. Người giết ông lão tóc trắng, chính là một người áo đen. Người áo đen kia sau khi chém giết ông lão tóc trắng thì chậm rãi quay về sau lưng Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn cả tổ tiên nhà họ Diệp, sau đó cười nói, bây giờ đã nhìn rõ tình thế rồi chứ. Các tổ tiên nhà họ Diệp đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập e sợ và nghiêm trọng. Diệp thần đột nhiên bật cười. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp thần, còn có chiêu gì không? Diệp thần quay đầu nhìn Diệp Thiến bên cạnh, cho ta một giọt máu của ngươi. Diệp Thiến không từ chối, ông ta điểm ngón tay,
một giọt máu rơi xuống trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần mở lòng bàn tay, giọt máu kia rơi vào lòng bàn tay hắn, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, biến đổi. Ầm. Vừa dứt lời, giọt máu tươi kia đột nhiên biến thành một luồng huyết quang bao phủ Diệp Thần. Thoáng chốc, máu huyết các cao thủ Diệp tộc trong sân lập tức sôi sục. Đột phá huyết mạch. Trong điện, các cao thủ Diệp tộc đều kinh sợ. Lúc này, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Phấn khích. Điên cuồng. Đột phá huyết mạch. Thay đổi toàn tộc. Lúc này, vô số cao thủ Diệp tộc đều vội chạy về phía nhà tổ. Đột phá huyết mạch. Năm đó sau khi tiên tổ Diệp tộc sáng tạo ra Diệp tộc, huyết mạch của ông ta chính là huyết mạch mạnh nhất từ trước đến giờ của Diệp tộc. Không ai có thể đột phá ràng buộc của huyết mạch này. Ngay từ đầu, huyết mạch này mang Diệp tộc trở nên phồn thịnh, trở nên mạnh mẽ. Nhưng dần dần, khi Diệp tộc càng ngày càng lớn mạnh, huyết mạch này đã trở thành ràng buộc của toàn bộ Diệp tộc. Mà năm đó, sở dĩ Diệp Thần được nhiều người ủng hộ như vậy, quan trọng nhất chính là bởi vì từ trước đến giờ Diệp Thần là người có khả năng thay đổi huyết mạch Diệp tộc nhất. Một khi Diệp Thần đột phá huyết mạch, vậy sẽ đưa Diệp tộc lên đến một tầng cao mới. Nhưng mà năm đó Diệp Thần còn chưa hoàn toàn trưởng thành thì đã bị Diệp Lăng Thiên xử lý rồi. Mà bây giờ, mọi người đều không ngờ đến, Diệp Thần chỉ tùy tiện làm như vậy, thế mà đã đột phá huyết mạch rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là năm đó hắn thật sự có khả năng đột phá ràng buộc huyết mạch. Chỉ là hắn không lựa chọn làm như vậy. Diệp Thần nhìn Diệp Lăng Thiên, ta biết ngươi rất muốn làm gia chủ, vì vậy, năm đó ta vẫn luôn áp chế huyết mạch của mình. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, chúng ta là mẹ con, ngươi làm gia chủ hay ta làm gia chủ có gì khác nhau sao? Có, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, khác nhau rất lớn. Bởi vì cách nghĩ của ngươi không giống với cách nghĩ của ta. Hiểu rõ rồi chứ? Diệp Thần nhìn Diệp Lăng Thiên rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Ý tưởng quản lý gia tộc của hắn và Diệp Lăng Thiên quả thật không giống nhau. Hắn là coi trọng con người, coi trọng gia tộc. Mà suy nghĩ của Diệp Lăng Thiên là gì? Là muốn mượn dùng tài nguyên của gia tộc giúp cho bà ta đạt đến tầng cao hơn. Bà ta là coi trọng chính bản thân bà ta. Nếu như Diệp Thần làm gia chủ, chắc chắn giữa mẹ con bọn họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói, người bảo vệ Diệp Thiên, bây giờ ngươi có thể đưa ra quyết định rồi chứ? Diệp Thiên ở bên cạnh đột nhiên nói, người đâu? Vừa dứt lời, mấy trăm người đột nhiên quỷ dị xuất hiện bên ngoài nhà tổ, trực tiếp bao vây nhà tổ. Lúc này, Diệp Ngàn cũng đột nhiên nói, người đâu? Nói xong, đột nhiên có mấy nghìn hơi thở mạnh mẽ ở xung quanh Diệp giới phóng lên tận trời, sau đó bao vây xung quanh nhà tổ. Rõ ràng, hai người Diệp tộc này đều đã lựa chọn đứng về phía Diệp Thần. Đột phá huyết mạch. Đây chính là chuyện liên quan đến tương lai của Diệp tộc. Bên trong nhà tổ, một số trưởng lão và cao thủ của Diệp tộc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đột phá huyết mạch, điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cũng mang ý nghĩa, Diệp Thần là người có cơ hội vượt qua tiên tổ. Rất nhiều trưởng lão bắt đầu đứng về phía Diệp Thần. Trong điện, trên mặt Diệp Lăng Thiên vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Rất bình tĩnh. Mặc dù thế cuộc trước mắt đã có chút bất lợi với bà ta. Ai dám đối nghịch tộc trưởng? Lúc này, chợt có một tiếng hét tức giận từ ngoài điện truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn ra bên ngoài điện, ở bên ngoài điện, một người đàn ông trung niên mang theo hơn 100 cao thủ mặc áo giáp đen đi đến. Diệp Quân, thống lĩnh binh lính Diệp tộc, giống như Diệp Thiến, đều dẫn dắt cao thủ tinh nhuệ nhất của Diệp tộc. Diệp Quân trực tiếp xông vào nhà tổ, sau đó quỳ một chân xuống với Diệp Lăng Thiên, tộc trưởng, trong vòng nửa khắc, tất cả binh tướng của tộc ta sẽ chạy đến nơi này. Ngoài ra, 10 thần tướng mang người đến Diệp tộc. Nửa khắc là có thể chạy đến. Diệp Lăng Thiên cười nói, đứng lên đi. Diệp Quân đứng lên, hắn ta cung kính đứng ở sau lưng Diệp Lăng Thiên. Mà bên ngoài nhà tổ, càng ngày càng nhiều cao thủ Diệp tộc chạy đến, không chỉ như vậy, cũng càng ngày càng nhiều trưởng lão chạy đến. Diệp tộc bây giờ đã gươm súng sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chiến đấu.
mà Diệp Thần vẫn nằm ở thế yếu. Bởi vì hắn chỉ có Diệp Thần và Diệp Ngàn ủng hộ, còn Diệp Lăng Thiên thì vẫn nắm giữ toàn bộ Diệp tộc. Lúc này, chợt có một ông lão đi vào trong đại điện. Nhìn thấy người tới, tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra. Diệp Lăng Thiên cũng nhìn về phía người tới. Diệp Khâu, Thái Thượng trưởng lão bây giờ của Diệp tộc, cũng có thể nói là một người sống lâu nhất, trải qua vô số đời tộc trưởng Diệp tộc. Trong Diệp tộc, ông ta là người rất có địa vị. Nhưng mà, ông ta thường không quản chuyện trong tộc. Cho dù là năm đó Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần tranh chấp, ông ta cũng chưa từng xuất hiện. Mà mọi người đều không ngờ đến, thế mà bây giờ ông ta lại xuất hiện. Sau khi Diệp Khâu đi vào trong nhà tổ, ánh mắt ông ta rơi lên trên người Diệp Thần, ông ta liếc nhìn đánh giá Diệp Thần rồi khẽ gật đầu, rất ưu tú. Rõ ràng, bởi vì Diệp Thần đột phá huyết mạch nên ông ta mới tới. Khi Diệp Khâu vừa nói ra lời này, những trưởng lão còn chưa biết đứng về bên nào ở đây liếc nhìn nhau, rõ ràng, bọn họ đã biết lựa chọn của Diệp Khâu này rồi. Lựa chọn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, trong mắt ông ta lóe lên chút phức tạp, Diệp nha đầu, cho dù như thế nào, người có thể đột phá ràng buộc của huyết mạch là không thể giết. Diệp Lăng Thiên cười nói, Diệp Khâu trưởng lão nói rất đúng, ta vô cùng tán thành. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Lời này của Diệp Lăng Thiên có ý gì? Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống dưới. Uỳnh! Trong nháy mắt, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bà ta cuồn cuộn bùng ra. Ngay sau đó, một áp lực vô hình bao phủ toàn bộ Diệp giới. Mà quanh người Diệp Lăng Thiên lại tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây hóa đá. Diệp Khâu kia cũng ngây ra như phỗng, đột phá huyết mạch. Huyết mạch của Diệp Lăng Thiên cũng đột phá rồi. Vậy mà Diệp tộc lại có hai người đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân. Chuyện này quá kinh khủng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt tất cả cao thủ Diệp tộc đều trầm xuống. Một người đột phá, đó là chuyện tốt. Hai người đột phá, vậy lại không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, Diệp Lăng Thiên chợt nhìn về phía Diệp Thần. Cười nói, con trai ngoan của ta, có phải ngươi rất bất ngờ hay không? Diệp Thần gật đầu, đúng là hơi bất ngờ. Diệp Lăng Thiên cười nói, có lẽ mọi người đều không để ý đến một chuyện, đó chính là trước khi ngươi sinh ra, mẫu thân ngươi mới là yêu nghiệt đứng đầu Diệp tộc. Nghe vậy, lúc này mọi người mới hiểu rõ ngọn nguồn. Đúng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước khi Diệp Thần sinh ra, Diệp Lăng Thiên mới là yêu nghiệt đứng đầu Diệp tộc. Hơn nữa cũng là loại trước giờ chưa từng có. Chỉ là sau khi Diệp Thần xuất hiện, Diệp Lăng Thiên dần mờ nhạt trong mắt mọi người. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại đột nhiên nói, các vị, các ngươi có thể tiếp tục chọn đứng về bên nào rồi. Trong nhà tổ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Lăng Thiên cười nói, chọn hắn, vậy các ngươi phải nghĩ cách giết ta. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, tất cả cao thủ Diệp tộc hợp sức cũng không giết được ta. Mà chọn ta, tự ta sẽ giải quyết hắn, vì vậy, các ngươi lựa chọn đi. Nói xong, bà ta thoáng nhìn những tiên tổ Diệp ra sau lưng Diệp Thần kia. Thực lực của những người này, tất nhiên không thể khinh thường. Mà giờ đây, những người này đều đứng về phía Diệp Thần. Trong điện, những tiên tổ Diệp tộc kia đưa mắt nhìn nhau. Đứng về phía Diệp Thần, vậy thì phải nghĩ cách giết Diệp Lăng Thiên. Giết như thế nào? Bây giờ người phụ nữ này chính là người mạnh nhất Diệp tộc, hơn nữa, bên người bà ta còn có nhiều người ủng hộ như vậy. Quan trọng nhất chính là, người phụ nữ này cũng đột phá huyết mạch bản thân rồi. Tất cả người Diệp tộc căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải đánh với Diệp Lăng Thiên sao? Chi thoáng chốc. Những hồn tiên tổ Diệp tộc kia bay đến bên phía Diệp Lăng Thiên. Lúc này, một hồn tiên tổ bất chợt nói ra, vì sao không thể cùng tồn tại. Cùng tồn tại. Trong điện, mọi người đều nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Thật ra, mọi người cùng tồn tại là tốt nhất. Trên có Diệp Lăng Thiên, dưới có Diệp Thần, chưa đến trăm năm, Diệp Thần sẽ thống nhất toàn bộ vĩnh sinh giới, hơn nữa, còn có thể vượt qua ma kha thần tộc trước kia. Th
thậm chí vượt qua thời điểm huy hoàng nhất của Diệp tộc năm đó. Hai thiên tài siêu cấp. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn hồn tiên tổ vừa nói chuyện kia, cười nói, người đang nói đùa à? Nghe vậy, hồn tiên tổ kia khẽ thở dài. Ông ta biết, hai người này căn bản không thể nào cùng tồn tại. Hồn tiên tổ kia không nói thêm gì nữa. Ông ta đứng ở sau lưng Diệp Thần. Mọi người đều không hiểu. Hồn tiên tổ kia liếc nhìn mọi người hơi này, bà ta quả thật rất mạnh, cũng rất ưu tú, lại càng thích hợp làm tộc trưởng Diệp tộc. Nhưng bà ta quá ích kỷ, có bà ta ở đây, Diệp tộc ta sẽ không thể, mà cũng không dám xuất hiện bất kỳ người ưu tú nào nữa. Quan trọng nhất chính là, người bà ta muốn giết cũng không phạm sai lầm gì, chỉ bởi vì uy hiếp đến bà ta nên bà ta giết. Nói xong, ông ta lắc đầu, hành vi như vậy thật sự rất ích kỷ. Lão Phu tin rằng, sẽ có một ngày Diệp tộc mâu thuẫn với bà ta, mà bà ta cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ Diệp tộc. Nghe vậy, các cao thủ Diệp tộc trong nhà tổ đều im lặng. Sao bọn họ không hiểu đạo lý này chứ? Nhưng mà hết cách rồi. Bây giờ không có người nào của Diệp tộc có thể chống lại Diệp Lăng Thiên này. Chống lại bà ta, Diệp tộc sẽ diệt vong. Lúc này, Diệp Thần ở bên cạnh chợt khẽ cười nói, ta có thể hiểu được các vị trưởng lão. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần lại liếc nhìn Diệp Lăng Thiên, mẫu thân quả thật rất ưu tú, nhưng mà, hành vi của ngươi sẽ đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Diệp tộc. Diệp Lăng Thiên cười nói, ai có thể diệt Diệp tộc ta? Ai dám? Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói ở trong lòng, Diệp huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Nếu Diệp huynh đồng ý, ta sẽ tặng Diệp huynh một món quà lớn. Diệp Huyên nói, giúp cái gì? Diệp Thần nói, việc này là chuyện nội bộ của Diệp tộc ta, không liên quan gì đến Diệp huynh, vốn nên là tự ta giải quyết, mặc dù lúc này ta còn một số át chủ bài, nhưng nếu dùng, Diệp tộc sẽ chia rẽ diệt vong, ta không muốn nhìn thấy cảnh này. Vì vậy, ta hy vọng Diệp huynh có thể sử dụng lệnh kiếm chủ. Lệnh kiếm chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, người muốn giết Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần gật đầu, ta đã từng có cơ hội giết bà ta, nhưng trải qua những năm này, bà ta đã mạnh mẽ hơn lúc trước, hơn nữa, ta và thân thể của ngươi không cách nào hoàn toàn dung hợp, vì vậy. Diệp Huyên không nói gì. Diệp Thần cười nói, ta biết Diệp Huynh không muốn sử dụng lệnh kiếm chủ, nhưng bây giờ, nếu không dùng thứ này, ta chỉ có hai lựa chọn, một là liều mạng với bà ta, mà liều mạng thì không có phần thắng. Hai là lựa chọn cái chết, từ đó Diệp tộc thái bình. Diệp Huyên khẽ nói, lão huynh, ta có điều nghĩ mãi không ra, lúc trước bà ta đối xử với ngươi như vậy. Vì sao ngươi vẫn nhường nhịn? Diệp Thần cười khổ, ta là do bà ta sinh, công ơn nuôi dạy lớn hơn tất cả. Diệp Huyên khẽ thở dài một hơi, có một người mẹ như vậy, ngươi thật bất hạnh. Lúc này, trong lòng bàn tay Diệp Thần đột nhiên xuất hiện lệnh kiếm chủ. Diệp Thần trực tiếp kích hoạt lệnh kiếm chủ, nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Thần mỉm cười, Diệp Huynh, vẫn cần đích thân ngươi đến. Nói xong, hắn để ý thức Diệp Huyên làm chủ cơ thể. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn liếc nhìn mọi người trong này, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên thoáng nhìn lệnh kiếm chủ trong tay Diệp Huyên, cười nói, là muốn gọi người sao? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Lăng Thiên vung tay sang bên phải, một chiếc ghế xuất hiện bên cạnh bà ta ngồi lên trên ghế, bắt chéo hai chân, khóe miệng hơi cong lên, nào, cho ta mở mang kiến thức. Nói xong, nụ cười của bà ta càng thêm rực rỡ, nhóc con, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, người mà ngươi gọi đến nhất định phải mạnh, nếu không, ngươi cùng những bạn bè và hồng nhan chi kỷ kia của ngươi đều sẽ chết rất thê thảm. Diệp Huyên nhìn lệnh kiếm chủ trong tay, hắn không hề do dự. Dứt khoát kích hoạt lệnh kiếm chủ. Lệnh kiếm chủ khẽ run lên, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời, xông thẳng vào trong đám mây. Bên trong nhà tổ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên đám mây. Diệp Huyên cũng đang nhìn lệnh kiếm chủ kia. Rốt cuộc kiếm minh của cha mạnh cỡ nào? Hắn sắp biết rồi. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xé rách vô số tinh vực đi đến trước cánh cổng Vĩnh Sinh. Bên trong cánh cổng Vĩnh Sinh, một ông lão gầm thét, người nào dám xông vào Vĩnh Sinh. Vèo. Kiếm quang kia trực tiếp chui vào trong cánh cổng Vĩnh Sinh, trong chớp mắt,
toàn bộ cánh cổng Vĩnh Sinh vỡ vụn, cùng lúc đó, một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống tinh không. Kiếm quang tiến vào Vĩnh Sinh giới, toàn bộ Vĩnh Sinh giới sôi trào. Ngay sau đó, đột nhiên có một giọng nói vang vọng trong khắp các ngõ ngách của Vĩnh Sinh giới, người nào sử dụng lệnh kiếm chủ? Người nào dùng lệnh kiếm chủ? Lời này vừa thốt ra, cả Vĩnh Sinh giới đều kinh ngạc. Các cao thủ đều nhìn bầu trên phía trên Diệp giới. Bầu trời trên không nhà tổ nhà họ Diệp có một kiếm tu áo trắng đứng đó. Nhìn từ vẻ ngoài, khoảng chừng 30 tuổi, cả người mặc đồ trắng như tuyết, vóc dáng cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, trông rất tuấn tú. Tay phải người đàn ông cầm một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, trên mũi kiếm có kiếm mang lóe sáng. Ở bên dưới, trong nhà tổ Diệp tộc, vẻ mặt tươi cười của Diệp Lăng Thiên dần biến mất. Sắc mặt các cao thủ Diệp tộc trong nhà tổ thì lại càng trở nên nặng nề. Kiếm tu quá mạnh. Rốt cuộc là ai? Lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng đứng dậy, bà ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, đánh giá thấp rồi. Diệp Huyên không quan tâm đến Diệp Lăng Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, ta dùng lệnh kiếm chủ. Vù. Một luồng kiếm quang đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, kiếm quang vừa biến mất thì xuất hiện một người đàn ông áo trắng. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông áo trắng khẽ dừng lại, sau đó, hắn ta quan sát Diệp Huyên kỹ càng, sau đó nói, ngươi là. Diệp Huyên lập tức dùng huyết mạch phong ma của mình. Nhìn thấy huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, người đàn ông áo trắng khẽ ngây người, sau đó cười nói, ngươi là thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe vậy, các cao thủ Diệp tộc trong điện đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối là. Người đàn ông áo trắng cười nói, A Tu, người của Kiếm Minh. Kiếm Minh. Diệp Huyên cười nói, A Tu tiền bối, lần này phải phiền người rồi. A Tu quay người nhìn mọi người trong điện, cuối cùng hắn ta nhìn đến Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói, A Tu, một kiếm tu vô biên cảnh, được lắm. Về biên cảnh, nghe vậy, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Trên lâm giới cảnh chính là vệ biên cảnh. Trong cả Vĩnh Sinh giới này, vệ biên cảnh cũng không quá 10 người, mà kiếm tu thì một người cũng không có. Một người tùy ý đến như vậy lại là vô biên cảnh. A Tu nhìn Diệp Lăng Thiên, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên rút kiếm ra. Bù! Tiếng kiếm bỗng vang khắp trời. Cách đó không xa, Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười có chút lạnh lẽo, bà ta không lùi mà tiến lên, vươn người lên trời. Ầm! Một vùng kiếm quang bỗng nhiên bùng nổ từ trong nhà tổ, thoáng chốc, cả nhà tổ lập tức hóa thành cho bụi, còn các cao thủ trong sân đều bật lùi. Ngay lúc này, vô số kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ tổng sân, chỉ chớp mắt, không gian trong vòng mấy vạn dặm lập tức bị cắt ra thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ cao thủ đều hoảng hốt, lại lùi lần nữa. Diệp Huyên cũng vội lùi lại, lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, A Tu này lại mạnh đến vậy. Hắn càng không ngờ được, Diệp Lăng Thiên này cũng kinh khủng như vậy. Không chỉ là đáng sợ bình thường. Ngay lúc này, Diệp Lăng Thiên ở phía xa đột nhiên biến thành hư ảnh biến mất tại chỗ, chớp mắt cả bầu trời đều bị bao phủ bởi tàn ảnh của Diệp Lăng Thiên. Cách đó không xa, A Tu chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải hắn ta cầm kiếm dần dần nâng lên, sau đó khẽ run lên, chỉ chớp mắt, mấy vạn thanh kiếm khí hư ảo đã xuất hiện sau lưng hắn ta. A Tu bước về phía trước, vung một kiếm xuống, chém. Chém. Vừa dứt lời. Hàng loạt kiếm khí sau lưng A Tu đột nhiên bắn ra. Vù 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 vù. Thoáng chốc, cả bầu trời bắt đầu vỡ vụn từng chút một, hàng loạt kiếm quang bắn ra xung quanh như pháo hoa. Mà ngay lúc ấy, Diệp Lăng Thiên kia bỗng xuất hiện trước mặt A Tu chém mạnh một kiếm. Diệp Lăng Thiên điểm ngón tay, đầu ngón tay là một dòng sông thời gian. Âm huỳnh. Bầu trời bỗng chốc hóa hư vô, hai người đồng thời lùi lại. Nhưng, Diệp Lăng Thiên sau khi lùi mấy chục trượng thì dừng lại, bà ta nhìn A Tu ở phía xa vẫn còn đang lùi, tay phải khẽ vung lên. Đảo ngược thời không, vừa dứt lời, cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, chỉ thấy A Tu vẫn đang lùi lại kia đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên một cách kỳ lạ, Diệp Lăng Thiên điểm ngón tay vào giữa trán hắn ta. Vào lúc thời khắc quan trọng này,
Thanh kiếm trong vỏ của A Tu đột nhiên bay ra khỏi vỏ. Bù! Tiếng kiếm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng vào đầu ngón tay Diệp Lăng Thiên. Ầm! Cả bầu trời đều chuyển động, ngay sau đó, A Tu liên tục lùi lại đến mấy vạn trượng. Một lúc sau, A Tu nhìn Diệp Lăng Thiên phía xa, Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch miệng khinh thường, chỉ vậy thôi sao? Ở bên dưới, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên âm thanh của thần thú, bà ta đã vượt qua vô biên cảnh, chẳng trách tộc trưởng Tiêu tộc và Hách Lạp tộc không thể ngăn được bà ta. Vượt qua vô biên cảnh. Sắc mặt Diệp Huyên u ám. Người phụ nữ này lại vượt qua vô biên cảnh rồi, cảnh giới còn cao hơn cả A Tu. Người phụ nữ này không chỉ tàn nhẫn, mà còn rất mạnh. Trên bầu trời, A Tu đột nhiên bước chậm về phía Diệp Lăng Thiên, một bước là một kiếm ấn. Ầm. Một kiếm thế ngút trời quét đến đỉnh đầu Diệp Lăng Thiên như thác lũ, thoáng chốc, cả bầu trời lập tức đều sôi sục. Trong sân, sau khi kiếm thế mạnh mẽ này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình. Ở bên dưới, mọi người đều nhìn A Tu trên bầu trời, rõ ràng, A Tu này là muốn khiêu chiến vượt giới. Đối mặt với A Tu, Diệp Lăng Thiên phất tay áo, luồng kiếm thế A Tu phóng ra kia lập tức bị ngăn lại. Lúc này, A Tu đột nhiên trở nên hư ảo. Bù! Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên. Một kiếm này, ẩn chứa một luồng kiếm thế cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, một kiếm này lại trực tiếp chém vào không khí. Không gian mũi kiếm rơi xuống lập tức bị chôn vùi. Diệp Lăng Thiên biến mất rồi. Trong sân, mọi người đều kinh ngạc. Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này đi đâu rồi? Lúc này, âm thanh Diệp Thần lại lần nữa vang lên trong đầu Diệp Huyên, điều khiển được cả duy độ không gian. Bằng hữu kiếm tu này của ngươi gặp nguy rồi. Ngay lúc này trên bầu trời, con người A Tu bỗng co lại, hắn ta xoay người chém mạnh một kiếm. Bù, một kiếm vừa chém xuống, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn chém đất trời thành hai. Thế nhưng, một kiếm này vẫn chém vào không trung. Mà lúc này, A Tu đột nhiên lùi nhanh, trong lúc lui lại, kiếm mang quanh người hắn ta lại biến mất từng chút một. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên u ám, lúc này, giọng nói của Diệp Thần lại vang lên trong đầu hắn, đã khống chế duy độ, hắn, A. Lúc này A Tu trên bầu trời đột nhiên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn ta, sau đó, hắn ta chém mạnh về phía trước. Bù! Nơi kiếm rơi xuống, cả bầu trời lập tức tối đen như mực giống như trời sập. Ầm ầm! Một tiếng nổ kinh trời vang vọng khắp nơi, lúc này, một người phụ nữ xuất hiện trong sân, chính là Diệp Lăng Thiên kia. Diệp Lăng Thiên nhìn A Tu phía xa, vẻ mặt bình tĩnh, tìm sơ hở giỏi lắm. A Tu nâng kiếm, hắn ta nhìn Diệp Lăng Thiên, đến đi. Vừa nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang xé rách lao đến trong sân. Ở phía xa, Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch môi khinh thường, bà ta nhích ra một bước, sau đó tay vươn ra trước khẽ nắm. Đùng! Vừa nắm lấy lập tắc đã giữ được mũi kiếm của A Tu. Ầm ầm! Không gian vật chất tối cả bầu trời lập tức sôi sục, sau đó bị phá hủy từng chút một. Chỉ có Diệp Lăng Thiên và A Tu là không có chuyện gì. Diệp Lăng Thiên nhìn A Tu, nhếch miệng cười lạnh, đúng là không tệ, nhưng, người vẫn còn kém một chút. Vừa dứt lời, tay phải bà ta xoay mạnh. Bùm! Thoáng chốc! Cả người A Tu lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, A Tu cầm kiếm đứng vững, quanh người hắn ta có vô số kiếm quang đan xen. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên bước ra một bước, tiêu diệt thời gian. Vừa dứt lời, không gian xung quanh A Tu ở phía xa lập tức biến mất từng chút một. A Tu nhíu mày, hắn ta cầm kiếm nhẹ vung lên, thoáng chốc vô số kiếm khí tản ra từ trong cơ thể, những kiếm khí này như một tấm khiên che chắn xung quanh thân. Thế nhưng, những tia kiếm khi nãy cũng dần biến mất. Thấy vậy, sắc mặt A Tu trùng xuống. Lúc này, Diệp Lăng Thiên ở trên trời đột nhiên cúi đầu nhìn Diệp Huyên bên dưới, cười nói có phải rất thất vọng không? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ có chút ngoài dự liệu thôi. Diệp Lăng Thiên cười lớn, ta hiểu, ngươi cho rằng người gọi người đến là có thể miểu sát ta, đúng chứ?
Diệp Huyên cười nhạt, đúng là từng có suy nghĩ này. Diệp Lăng Thiên cười nói, đáng tiếc, không được như ý ngươi. Nói rồi, bà ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, ngươi có thể tiếp tục gọi người. Tiếp tục gọi người. Thật kiêu ngạo. Trong sân, vô số các cao thủ Diệp tộc ủng hộ Diệp Lăng Thiên đều sôi sục, có cao thủ Diệp tộc thậm chí còn lớn tiếng giống lên, gọi người. Gọi người. Càng lúc càng có nhiều cao thủ Diệp tộc đều kêu gào. Gọi người. Trong cơ thể Diệp Huyên, tiểu tháp đột nhiên cười ha ha, tiểu chủ, lúc trước đều là bên phía người bảo người khác gọi người, bây giờ lại bị người ta hô gọi người, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp, người có tin lát nữa ta mang theo người tự nổ không? Tiểu tháp. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại cười nói, ta cho người cơ hội gọi người phải quý trọng đó. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, trên bầu trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm. Trong sân, có người quay người nhìn qua, trên bầu trời, một ông lão mặc áo vải lưng đeo trường kiếm chậm bước đi tới. Nhìn thấy ông lão mặc áo vải này, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên nghiêm trọng. Lại là vô biên cảnh. Lại một kiếm tu vô biên cảnh đến. Ông lão áo vải nhìn xung quanh, người nào dùng lệnh kiếm chủ? Người nào dùng lệnh kiếm chủ? Trong sân, những cao thủ Diệp tộc kia nhìn Diệp Huyên, lúc này, ông lão áo vải cai nhìn sang Diệp Huyên, ông ta tiến lên một bước. Vừa bước ra thì lập tức đã đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, sau đó, ánh mắt ông ta có chút kinh ngạc, người chính là thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Huyên lập tức gật đầu, đúng. Ông lão áo vải cười nói, cuối cùng cũng gặp được thiếu chủ rồi. Diệp Lăng Thiên ở bên cạnh cười nói, hai kiếm tu vô biên cảnh sao? Ngay lúc này, một tiếng kiếm đột nhiên vang lên từ bầu trời phía xa, lúc sau, một luồng kiếm quang đi vào vĩnh sinh giới, thoáng chốc, hơn 60 kiếm tu xuất hiện trên bầu trời Diệp tộc. Người đến, thấp nhất cũng đã là vô biên cảnh. Thấy vậy, sắc mặt toàn bộ cao thủ Diệp tộc đều tái nhợt. Vẻ mặt tươi cười của Diệp Lăng Thiên cũng lập tức cứng đờ. Thế nhưng, vẫn chưa kết thúc. Bầu trời phía xa đột nhiên nứt ra một khe nứt, sau đó, một toàn điện màu đen khổng lồ bay ra, ngay tiếp đó, một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra. Ầm ầm. Sau khi cô gái áo trắng kia xuất hiện, cả bầu trời lập tức trở nên hư ảo. Vượt cả vô biên cảnh. Đây là cao thủ trên vô biên cảnh. Mà sau lưng cô gái áo trắng này, còn có 12 cao thủ mặc giáp trắng. Tu vi thấp nhất cũng là vô biên cảnh. Cô gái áo trắng liếc nhìn xung quanh, sau đó, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Diệp Huyên, nàng ta đánh giá Diệp Huyên một lúc, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khẽ thi lễ, bạch y của Điện Thiên Hành bái kiến thiếu chủ. Trong sân, mọi người đều hóa đá. Không thể không nói, giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Cô gái áo trắng trước mặt này là ai? Điện Thiên Hành lại là thế lực nào? Chẳng lẽ ở bên ngoài còn có nơi lớn mạnh hơn cả vĩnh sinh giới? Kỳ thực, chính bản thân Diệp Huyên cũng có chút bối rối. Hơi thở của cô gái áo trắng trước mặt không hề yếu hơn Diệp Lăng Thiên chút nào, mà đối phương thế nhưng lại gọi mình là thiếu chủ. Điện Thiên Hành. Hắn từng nghe Không Di nói qua, cha hắn ngoài thế lực Kiếm Minh, còn có một cái Điện Thiên Hành. Mà hắn thật không ngờ. Kiếm Minh và Điện Thiên Hành lại khủng bố đến mức độ này. Cha tìm được những người này từ đâu? Lúc này, một kiếm tu ở cách đó không xa đột nhiên cười nói, tiểu tử kia, kiếm chủ đâu? Diệp Huyên nhìn về phía kiếm tu vừa nói kia, người vừa nói là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị, trong tay cầm một thanh trường kiếm có vỏ kiếm. Kiếm tu thấy Diệp Huyên nhìn về phía mình, mỉm cười, Ngô Giang. Diệp Huyên hơi thi lễ, Ngô Giang tiền bối, cha ta hiện tại không biết đã đi đâu, ta cũng không liên lạc được với ông. Nghe vậy, trong mắt những kiếm tu ở đây hiện lên một tia thất vọng. Rõ ràng, bọn họ muốn gặp người đàn ông áo xanh. Lúc này, Ngô Giang mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Bạch Y ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, có cần tiêu diệt Diệp tộc này không? Tiêu diệt Diệp tộc. Lời vừa nói ra. Các cao thủ Diệp tộc đều kinh hãi. Trước đó, bọn họ cho rằng Diệp Huyên gọi người, chỉ là một trò cười lớn.
Mà giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, Diệp tộc mới là trò cười. Ếch ngồi đáy giếng. Sự thật chứng minh, Diệp tộc chính là ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nở nụ cười. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Mà toàn bộ những cao thủ Diệp tộc kia đều vây quanh phía sau Diệp Lăng Thiên, bao gồm cả Diệp Thiên và Diệp Ngàn lúc trước từng ủng hộ Diệp Thần. Lúc trước, tranh giành giữa Diệp Huyên và Diệp Lăng Thiên, đó là tranh giành trong tộc, mà hiện tại, Diệp Huyên gọi người ngoài, bọn họ không chịu đựng điều này. Đối bọn họ mà nói, hiện tại Diệp Huyên đã uy hiếp đến Diệp tộc. Tiêu diệt Diệp tộc ta. Diệp Lăng Thiên nhìn Bạch Y, cười nói, chỉ dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, bà ta nắm chặt tay phải. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một khí thế ngập trời tựa như núi lửa bùng nổ thổi quét ra từ trong cơ thể bà ta. Giờ phút này, cả vĩnh sinh giới bắt đầu sục sôi, thời gian duy độ của toàn bộ vĩnh sinh giới thế nhưng bắt đầu vặn vẹo từng chút một. Là toàn bộ vĩnh sinh giới. Mọi người hoảng hốt. Bên kia, trong mắt tộc trưởng Tiêu tộc và tộc trưởng Hách Lạp tộc đều hiện lên một tia khiếp sợ. Hai người đã đến từ sớm. Đối với chuyện của Diệp tộc, bọn họ dĩ nhiên cũng quan tâm. Lúc này, tộc trưởng Tiêu tộc lắc đầu thở dài, người phụ nữ này vậy mà đã đạt đến hư vô chi cảnh. Hư vô, trên vô biên cảnh là vô giới, cũng chính là không giới hạn về thời gian, có thể vượt qua thời không. Lúc trước A Tu chính là bị Diệp Lăng Thiên vượt qua thời không áp chế. Nếu không phải A Tu cực kỳ dũng mãnh, thì một chiêu kia đủ để giết A Tu trong chớp mắt. Mà bọn họ thật không ngờ, người phụ nữ này căn bản không phải vô biên giới, mà là hư vô. Như thế nào là hư vô? Cũng chính là hư vô hóa thời gian. Cấp bậc này so với vô giới cảnh quả thực có sự khác biệt lớn. Phải biết rằng, hai người bọn họ hiện tại đều vẫn chỉ là vô giới cảnh đỉnh cao. Mà lúc này bọn họ cũng mới hiểu, vì sao Diệp Lăng Thiên lại thoát khỏi bọn họ dễ dàng như vậy. Bởi vì đối phương còn cao hơn một cảnh giới so với hai người bọn họ. Nghĩ vậy, hai người đều cười khổ. Sức mạnh của người phụ nữ này vượt xa so với dự đoán của bọn họ. Xa xa, đám người Bạch Y cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ, Diệp Lăng Thiên lại đạt tới loại trình độ này. Hư vô chi cảnh, cảnh giới này cũng không hề đơn giản. Một bên, Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, mẹ kiếp, người phụ nữ này thật không đơn giản. Kẻ địch lần này sao lại mạnh như vậy? Các con bài chưa lật nối tiếp nhau liên tục. Hơn nữa, hắn còn không chắc chắn đây là con bài chưa lật cuối cùng của người phụ nữ kia. Bởi vì đến bây giờ, người phụ nữ kia vẫn không có chút hoảng loạn nào. Quá trấn tĩnh. Trấn tĩnh đến có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn Bạch Y, cười nói, đến đây. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Bạch Y bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào một ánh sáng trắng. Cùng với việc hai người tiến vào ánh sáng trắng, thời gian duy độ ở xung quanh đang biến mất từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Ngô Giang hơi nhăn mày lại, người phụ nữ này thật dũng mãnh, vậy mà có thể vận dụng thời gian chi đạo đến mức này. Diệp Huyên hỏi, Bạch Y cô nương có bị nguy hiểm không? Ngô Giang mỉm cười, nàng ta cũng không đơn giản. Đúng lúc này, ánh sáng trắng kia đột nhiên trở nên hư ảo, mà dần dần, mọi người đã nhìn thấy bóng dáng của Diệp Lăng Thiên và Bạch Y trong lớp hư ảo kia. Hai người hiện tại đều cực kỳ quỷ dị, cuộc giao đấu hiện tại của bọn họ đã vượt qua sự nhận biết của rất nhiều người. Lúc này, Ngô Giang đột nhiên nói, thiếu chủ, kiếm chủ có nói gì khi rời không? Nghe vậy, các kiếm tu ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười, ông ta không nói gì nhiều, chỉ bảo ta sống thật tốt. Ngô Giang khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Ngô tiền bối, các ngươi đều là đến từ nơi nào? Ngô Giang cười nói, chúng ta đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, khắp nơi trong vũ trụ. Ngô Giang gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, hiện tại nơi ta chỉ biết vĩnh sinh giới. Mà người của nơi này có thể sống mãi. Ngô Giang khẽ gật đầu, vĩnh sinh chi khí của nơi này quả thật rất đặc biệt,
ở một mức độ nào đó, có thể làm cho con người có sinh mệnh vô hạn. Bất quá, cũng không phải vĩnh sinh bất tử thật sự. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Ngô Giang cười nói, nơi đây có rất nhiều người già, vì sao có người già? Tất nhiên là bởi vì già yếu. Vĩnh sinh chi khí có thể nâng cao tuổi thọ của bọn họ, nhưng lại không thể ngăn bọn họ già yếu đi. Đơn giản mà nói, những người sống ở đây có thể sống rất lâu, nhưng là, bọn họ vẫn sẽ già đi. Đương nhiên, nếu không bị bên ngoài quấy nhiễu, bọn họ quả thật có thể dựa vào vĩnh sinh chi khí này mà sống rất lâu. Về phần sống mãi, đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, sống lâu, không có nghĩa là sống mãi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đại khái hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngô Giang, tiền bối, có thể nói cho ta một chút về vũ trụ này không? Ngô Giang cười nói, tất nhiên, sự to lớn của vũ trụ này là vô tận, thật sự là không có điểm cuối. Nói xong, ông ta chỉ vào xa xa phía trên tinh không, người nhìn tinh quang kia. Diệp Huyên nhìn về phía tinh quang kia, hỏi, làm sao? Ngô Giang nhẹ giọng nói, người nhìn khoảng cách xa giữa tinh quang kia và chúng ta, cho dù với tốc độ của chúng ta, sợ là cũng mất mấy chục năm mới có thể đến. Diệp Huyên trầm lặng. Ngô Giang lại nói, đám người bọn ta đều đến từ khắp nơi trong vũ trụ, bởi vì tu kiếm mà kết bạn, sau đó dưới sự tổ chức của cha ngươi, thành lập kiếm minh. Nói xong, ông ta mỉm cười, dưới sự chỉ điểm của hắn, kiếm đạo của bọn ta đều đạt được sự đột phá rất lớn. Diệp Huyên có chút tò mò, các ngươi làm thế nào mà quen biết ông ấy? Ngô Giang cười nói, là hắn tìm chúng ta. Diệp Huyên hỏi, khiêu chiến. Ngô Giang gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Khẳng định là cha hắn đi khắp nơi tìm những kiếm tu này khiêu chiến, sau khi đánh thắng liền lôi kéo những người này vào nhóm. Lúc này, Ngô Giang đột nhiên nói, ngươi có thể đi đến Chư Thiên Thành một chuyến. Diệp Huyên hỏi, Chư Thiên Thành. Ngô Giang gật đầu, đúng vậy. Nơi đó có càng nhiều cao thủ, vũ đài càng rộng, yêu nghiệt trong thế hệ trẻ cũng rất nhiều, thích hợp người trẻ tuổi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, ông cảm thấy ta thích hợp đi không? Ta vừa mới diệt thần. Diệt thần. Ngô Giang do dự một lát, sau đó nói, vậy tối nay đi. Diệp Huyên. Ngô Giang cười nói, thật ra, bây giờ ngươi đi cũng không sao cả, bởi vì điện chủ của Thiên Hành Điện ở đó, sức ảnh hưởng của bọn họ ở đó cực kỳ lớn. Ngoài ra, còn có thiền môn này cũng rất không đơn giản, bọn họ cũng là thế lực dưới trướng của kiếm chủ. Quan trọng nhất là kiếm chủ còn là phó thành chủ của nơi đó. Diệp Huyên chớp chớp mắt, phó. Ngô Giang lắc đầu cười, đó là bởi hắn không muốn làm chính, nhưng mà thịnh tình khó từ chối, cho nên mới làm. Tóm lại, nơi đó vô cùng thú vị, nếu ngươi có cơ hội, có thể đến chơi. Diệp Huyên gật đầu, được. Đúng lúc này, xa xa ánh sáng trắng kia đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, hai bóng người nhẹ nhàng bay ra. Chính là Diệp Lăng Thiên và Bạch Y. Khóe miệng Bạch Y có máu, mà Diệp Lăng Thiên lại không bị thương chút nào. Rõ ràng, Diệp Lăng Thiên thắng. Bên cạnh Diệp Huyên, Ngô Giang nhẹ giọng nói, kiếm chủ thường nói với bọn ta, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, muốn chúng ta phải luôn giữ gìn lòng khiêm tốn. Lời ấy không phải giả, người phụ nữ kia chớ nói ở vĩnh sinh giới này, cho dù là vĩnh sinh giới, cũng được tính là một nhân vật lớn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tuy rằng hắn cũng không ưa Diệp Lăng Thiên này, nhưng không thể không nói, người phụ nữ này quả thật là mạnh. Quan trọng nhất là điểm mạnh của người phụ nữ này vẫn luôn giấu mình. Phía chân trời, Diệp Lăng Thiên từ từ nhắm hai mắt, trong nháy mắt này, thời gian duy độ của mọi người lập tức rung động. Bạch Y nhìn thấy một màn này, hơi nhăn mày, nàng ta liền nói ngay, bảo vệ thiếu chủ. Nói xong, nàng ta chắp hai ngón tay, chỉ vào Diệp Huyên, không gian trước mặt Diệp Huyên liền ngưng động, mà đám Ngô Giang ở bên cạnh cũng lũ lượt chắn trước mặt Diệp Huyên, mấy chục kiếm thế mạnh mẽ lập tức bao phủ khu vực chỗ Diệp Huyên. Trong nháy mắt, khu vực chỗ Diệp Huyên khôi phục lại bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, bà ta cười to, nụ cười có chút dữ tợn, con trai tốt của ta, chỉ cần mẹ con không muốn chết, thế gian này có ai có thể giết ta? Ai có thể, ta vô địch.
vô địch, âm thanh vang như sấm, chấn động tận trời cao. Bởi vì bà ta nắm giữ thời gian duy độ, bởi vậy, thanh âm trực tiếp xuyên qua thời gian duy độ xâm nhập tới vũ trụ vô biên. Giờ phút này, vô số cao thủ ở khắp nơi đều nghe thấy lời của bà ta. Vô số cao thủ vô danh đều nhìn về phía vĩnh sinh giới, trong mắt đều là khiếp sợ. Là ai? Lại khủng bố như thế. Mà ở một tinh không xa xôi nào đó, một kiếm tu thân mặc trường bào màu mây trắng đột nhiên ngừng lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, ai đang tự xưng vô địch. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp xé rách tinh không, trong chớp mắt đã biến mất ở nơi cuối tinh không xa xôi. Chấm chấm chấm. Vô địch. Tại diệp giới trong vĩnh sinh giới. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Diệp Lăng Thiên. Người này thật sự có dáng dấp của kẻ vô địch. Các cường giả trong Diệp tộc một lần nữa sôi trào. Diệp Lăng Thiên đại diện cho Diệp tộc. Tâm tình của bọn họ vốn đã chìm xuống đáy vực khi các cường giả kiếm minh xuất hiện. Nguy cơ diệt tộc. Vào một khắc đó, bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ diệt tộc. Nhưng vào giờ phút này, họ lại nhìn thấy được hy vọng. Có người ủng hộ Diệp Lăng Thiên bỗng cao giọng thét to, tộc trưởng vô địch. Vô địch. Theo đó, vô số cường giả Diệp tộc gầm lên ủng hộ. Vô địch. Khí thế của họ đã đạt đến đỉnh điểm. A Tu đứng cạnh Diệp Huyên, nhìn sang hỏi Ngô Giang, Ngô Huynh đã báo cho kiếm si chưa? Ngô Giang thấp giọng đáp, đang trên đường đến. A Tu nghe vậy thì gật gù. Bên kia, Bạch Hy đưa tay ra. Để một đóa sen trắng lơ lửng bay lên cao. Ở giữa không trung, đóa hoa bỗng nở rộ, hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở chân trời. Diệp Lăng Thiên bỗng cười to, các ngươi gọi ai đến cũng được, dù sao ta chính là vô địch. Vô địch, bỗng nghe một giọng nói từ xa vọng lại. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng đang chậm rãi đi đến từ chân trời. Diệp Huyên thấy hắn ta thì ngẩn ra. Sau đó vội vàng chạy đến đón tiếp, cười nói, sao đại ca lại đến đây? Kiếm tu khẽ mỉm cười, thoáng nghe thấy có người xưng vô địch nên tìm đến. Diệp Huyên bật cười ha hả, ta cứ tưởng đại ca đến dị duy giới rồi chứ, sao lúc ta ở đó không gặp được huynh? Kiếm tu lắc đầu, người nơi đó yếu quá, không có gì thú vị nên ta đi rồi. Diệp Huyên. Kiếm tu quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên, ngươi là vô địch. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên nhìn lại lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Bà ta là cường giả cao cấp trên thế gian, đương nhiên có thể cảm nhận được kiếm tu này mạnh mẽ ra sao. Rất mạnh. Tay bà ta chậm rãi siết lại, sau đó không gian bốn phía run lên. Kiếm tu mỉm cười với Diệp Huyên, chốc nữa lại nói, để ta rút kiếm trước đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn lui sang một bên. Kiếm tu quan sát Diệp Lăng Thiên một hồi, mỉm cười nói, cũng được. Cũng được. Sắc mặt Diệp Huyên không khỏi đanh lại, có thể được đại ca đánh giá như vậy đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng Diệp Lăng Thiên lại trông như vừa bị nhục mạ, sắc mặt trở nên dữ tợn, cũng được. Cũng được, ha ha. Kiếm tu hỏi Diệp Huyên, ta nói gì sai à? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, ý bà ta là bà ta không phải, cũng được, mà phải là, rất được. Cực kỳ được. Ban nãy bà ta còn tự cho mình là vô địch mà. Vô địch. Kiếm tu trần trừ một hồi rồi lắc đầu, bốc phét đấy. Diệp Huyên. Diệp Lăng Thiên bỗng phát ra tiếng cười to, cần gì nhiều lời. Có đánh hay không? Vừa nói xong, thân hình bà ta bỗng trở nên mờ ảo. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thời gian duy độ ở vĩnh sinh giới đều nhòe đi. Thời gian hư vô. Hơn nữa. Không gian quanh kiếm tu đang từng chút biến mất, không chỉ đơn thuần biến mất mà là bị xóa sổ. Bà ta muốn dùng thời gian hư vô để xóa sổ kiếm tu. Năng lực này quả thật là vô cùng đáng sợ. Nếu bà ta sử dụng nó từ trước, Bạch Hy căn bản không phải đối thủ của bà ta. Khi Diệp Lăng Thiên thi triển chiêu này, toàn bộ cường giả hiện diện đều đanh mặt lại. Nhưng kiếm tu đứng trước Diệp Huyên chỉ bước lên một bước, vung kiếm đâm tới. Cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng chính đường kiếm nhẹ nhàng ấy lại khiến Diệp Lăng Thiên biến sắc kịch liệt. Kiếm vừa ra, không gian trước mặt kiếm tu nứt vỡ. Một khắc sau,
Diệp Lăng Thiên bay ngược ra ngoài, thân thể từng chút nứt vỡ. Đến khi dừng lại ở cách đó mấy vạn trượng, bà ta chỉ còn lại linh hồn. Bại trận, những cường giả Diệp tộc đã hóa đá. Thua rồi ư, chỉ trong một kiếm. Diệp Huyên nhìn kiếm tu, thấp giọng thở dài. Vị đại ca này chính là định nghĩa của vô địch. Hay nói đúng hơn là hắn ta, cha và Thanh Nhi đều là vậy. Hắn còn cho rằng Diệp Lăng Thiên có thể uy hiếp được kiếm tu, nhưng bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Đại ca vẫn là vô địch. Sức mạnh của kiếm tu cũng khiến những cường giả kiếm minh kinh hãi. Đáng sợ đến vậy sao? Mà người sửng sốt nhất phải kể đến Diệp Lăng Thiên. Bà ta nhìn linh hồn của mình đầy khó tin, mình mà lại bại trận dưới một chiêu kiếm sao? Kiếm tu ở nơi xa thu kiếm về, cười nói với Diệp Huyên, đi đây. Hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyên ngẩn ra, vội vàng nói, đại ca đi ngay sao? Kiếm tu, có chuyện gì? Diệp Huyên do dự, ta nghĩ ta và đại ca ôn chuyện tiếp được mà, he he. Kiếm tu cong môi, đệ mặt dày hơn cha đệ nhiều. Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Lăng Thiên ở xa xa bỗng lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể? Kiếm tu nhìn bà ta như người mất hồn, do dự một hồi rồi nói, thật ra ngươi không yếu đến vậy. Diệp Lăng Thiên nghe xong, sắc mặt càng trở nên xấu xí. Diệp Huyên buồn cười, hay là ban nãy đại ca nương tay? Kiếm tu thành thật gật đầu. Hắn ta quả thật đã nương tay. Khi so tài với người khác, hắn ta luôn biết dừng lại khi cần, sẽ không hạ tử thủ. Trừ khi gặp phải một số người đặc biệt. Diệp Huyên thở dài. Kiếm tu nhìn sang, sao vậy? Diệp Huyên cười gượng, ta tự thấy xấu hổ quá. Gần đây ta đã tiến bộ rất nhanh, cứ tưởng đã rút ngắn được khoảng cách với đại ca, nhưng bây giờ mới nhận ra chênh lệch giữa chúng ta vẫn còn quá lớn. Hay! Kiếm tu cười, đừng vội nản lòng, thật ra đệ cũng không quá yếu đâu. Diệp Huyên cạn lời, vị đại ca này lắm lúc nói như sát muối vào tim nhau. Diệp Lăng Thiên bỗng lên tiếng, không biết các hạ xưng hô thế nào. Kiếm tu nhìn bà ta rồi lại nhìn Diệp Huyên, bà ta muốn giết đệ à? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm tu cau mày, nói với Diệp Lăng Thiên, vị tiểu huynh đệ này của ta tuy hơi láo cá nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Không biết vì sao ngươi lại muốn hại hắn. Diệp Lăng Thiên im lặng. Bà ta không ngờ người này lại ra mặt vì Diệp Huyên. Thấy Diệp Lăng Thiên không nói gì, kiếm tu bước lên trước một bước. Một luồng kiếm thế vô hình ùa tới bao vây Diệp Lăng Thiên, khiến bà ta biến sắc. Bà ta biết nếu người này lại rút kiếm, bà ta tuyệt không có đường sống. Diệp Lăng Thiên vội vàng nói, hắn là con ta. Kiếm tu nghe vậy thì ngẩn ra rồi quay sang Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, quả thật là mẹ con, nhưng đó là chuyện kiếp trước rồi. Sau đó hắn một năm một mười kể hết ân oán giữa Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần cho kiếm tu nghe. Hắn vừa dứt lời, kiếm tu liếc nhìn Diệp Lăng Thiên. Một khắc sau, thanh kiếm trong tay hắn ta bắn ra. Nhằm thẳng vào bà ta. Diệp Lăng Thiên biến sắc, biết rằng mình không thể nào ngăn cản thanh kiếm này. Chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sắc mặt Diệp Lăng Thiên thảm đạm như cho tàn. Bà ta không ngờ rằng mình sẽ có ngày lực bất tòng tâm như vậy. Đứng trước mũi kiếm này, bà ta hoàn toàn bất lực. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể ngăn được, nói chi hiện nay chỉ còn linh hồn. Bởi vì thanh kiếm này chứa đầy sát ý của kiếm tu. Đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên, tiền bối, hạ kiếm lưu tình. Giọng nói vừa dứt, mũi kiếm của kiếm tu đã dừng lại cách giữa chân mày Diệp Lăng Thiên nửa tấc. Kiếm tu quay lại nhìn Diệp Huyên, giọng nói vừa rồi là của Diệp Thần. Sau đó lại nghe giọng Diệp Thần vang lên, Diệp Huynh, có thể cho ta một khắc cuối cùng được không? Diệp Huyên không đáp. Diệp Thần, làm ơn. Diệp Huyên thở dài, được. Hắn nhắm mắt lại. Ý thức của Diệp Thần lại chiếm quyền điều khiển thân thể. Nắm quyền chủ đạo rồi, Diệp Thần đi đến trước mặt Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, ngươi thắng. Có kiếm tu này ở đây, Diệp Huyên và Diệp Thần đã thắng. Diệp tộc căn bản không thể chống lại kiếm tu. Thật ra thì cho dù không có hắn ta xuất hiện, Diệp tộc vẫn sẽ thua cuộc. Luận về đấu đơn,
không ai ở đây ngoài kiếm tu có thể là đối thủ của Diệp Lăng Thiên, nhưng kiếm minh đâu chỉ có một người, mà có tận mấy chục người. Sức mạnh của những kiếm tu này đã rất kinh khủng, chỉ cần 10 người là đủ để ngăn Diệp Lăng Thiên. Chưa kể vẫn còn cường giả kiếm minh và điện thiên hành đang trên đường chạy đến. Tất nhiên, nếu không có đại ca của Diệp Huyên xuất hiện thì Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Diệp thần nhìn Diệp Lăng Thiên với vẻ phức tạp, tất cả kết thúc rồi, mẫu thân. Diệp Lăng Thiên cười, đúng vậy, kết thúc rồi, người chiến thắng là ngươi. Diệp thần bỗng quỳ xuống. Những người khác nhìn hắn đầy khó hiểu. Diệp Lăng Thiên cũng cau mày. Diệp thần dập đầu ba cái, nói công ơn dưỡng dục lớn lao vô ngần, nhưng chúng ta đời này đã trả hết cho nhau. Sau đó hắn đi đến trước mặt kiếm tu, khẽ thi lễ, xin tiền bối hãy cho bà một con đường sống. Kiếm tu lại lắc đầu, hỏi tiểu hữu của ta đi. Diệp thần nhắm mắt lại, Diệp huynh, liệu có thể không? Diệp huyên không đáp. Hiển nhiên là từ chối. Diệp thần lại cười, Diệp huynh, ta cả đời tu đạo. Nói về thiên phú, thế gian ít ai sánh bằng. Sau đó hắn siết tay phải lại. Huynh. Một luồng khí tức khổng lồ ùa ra từ trong người Diệp Huyên. Nó càng lúc càng trở nên mạnh dần, chỉ trong chớp mắt đã đạt đến hư vô cảnh. Hư vô cảnh. Mọi người có mặt đều ngây ra. Bao gồm cả Diệp Lăng Thiên. Bà ta không ngờ rằng Diệp Thần đã đạt đến hư vô cảnh. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi tức tỏa ra từ Diệp Thần không ngừng tăng vọt, vô số cường giả bị đẩy lùi, bao gồm cả cường giả kiếm minh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị đẩy đi hơn vạn trượng. Nhưng khí tức vẫn tiếp tục bành trướng điên cuồng, chẳng mấy chốc đã vượt quá hư vô cảnh, những người có mặt đều hóa đá. Chỉ có kiếm tu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lóe lên sự kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần khẽ mỉm cười với Diệp Lăng Thiên, nếu năm ấy con không muốn thua, mẫu thân căn bản không có phần thắng. Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một người gỗ nhỏ khắc thành hình dạng một bé trai, chính là Diệp Thần thuở còn thơ. Diệp Thần nhìn Diệp Lăng Thiên, hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống, thì thầm, con đã hy vọng biết bao nhiêu, rằng cả đời này có thể làm một người bình thường. Khi ấy, mẫu thân sẽ không muốn con phải chết. Vừa dứt lời, thân hình hắn bắt đầu bốc cháy. Thứ cháy không phải là thân thể Diệp Huyên, mà là ý thức của Diệp Thần. Tất cả những tri thức hắn từng học được, đều được truyền lại cho Diệp Huyên. Đây là điều kiện hắn dùng để đổi lấy mạng của Diệp Lăng Thiên. Một thân xác, hai ý thức. Thật ra thì thân xác của Diệp Huyên cũng có thể xem như là thân xác của Diệp Thần, bởi hắn chính là Diệp Thần sau khi luân hồi chuyển thế. Ngặt nỗi ý thức của Diệp Thần vẫn luôn bị thiên mệnh trấn áp. Giờ phút này, Diệp Thần lại lựa chọn để bản thân hoàn toàn biến mất, lại còn tặng toàn bộ tri thức và tu vi của mình cho Diệp Huyên. Sở dĩ hắn làm vậy là muốn Diệp Huyên tha cho Diệp Lăng Thiên. Trao đổi. Đây là những gì hắn dùng để trao đổi. Những người có mặt đều đang nhìn Diệp Thần, cảm nhận được hắn đang dần biến mất. Ý thức của hắn đang tiêu tan. Một khi ý thức tan biến, Diệp Thần sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Vẻ mặt những cường giả Diệp tộc trở nên phức tạp vô cùng. Diệp Thần. Người yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của Diệp tộc. Đạt đến hư vô cảnh. Đạt đến trình độ của tổ tiên. Mấu chốt là ý thức của hắn còn bị trấn áp suốt bao nhiêu năm. Nếu hắn không bị như vậy, lại còn có bản thể của mình, thì sẽ khủng bố đến nhường nào. Bọn họ quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên, bà ta cũng đang nhìn Diệp Thần, hay đúng hơn là nhìn người gỗ trong tay hắn. Dòng suy tư của bà ta bị kéo trở về vô số năm trước. Vào buổi sáng sớm ở trước một gian đại điện nọ, có một đứa bé trai ngồi bó gối trên thềm đá, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn về phương xa. Nó ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến khuya. Đến khi trăng đã treo cao trên trời. Đứa bé một mực ngồi trên thềm đá chờ đợi, sau đó không chịu được nữa mà thiếp đi. Đúng lúc ấy, có một người phụ nữ từ xa đi đến. Bà ta mặc chiếc áo bào trắng có phần cũ kỹ, thấm đẫm vết máu. Rõ ràng là vừa trải qua một trận đại chiến. Người phụ nữ đi đến, nhẹ nhàng bế đứa bé lên.
Đứa trẻ bỗng dưng ngẩng đầu, khi nhìn thấy đối phương thì sững ra, sau đó ôm chầm lấy bà ta, mẫu thân. Người phụ nữ mỉm cười đặt nó xuống đất, sau đó ngồi vào bên nó trên thềm đá. Bà ta nắm tay đứa bé, cười hỏi, vẫn luôn đợi mẫu thân sao? Đứa bé gật đầu. Người phụ nữ xoa đầu nó, cười nói, mẫu thân có một món quà tặng con đây. Bà ta vươn tay ra, trong bàn tay là một con người gỗ nhỏ. Dáng dấp nó trông y hệt như đứa bé trai. Nó nhận lấy người gỗ, sung sướng vuốt ve liên hồi. Người phụ nữ cười, hôm nay thần nhi tu luyện thế nào? Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Đứa bé lập tức đáp, con đã đến nhập thần cảnh rồi ạ. Thần cảnh. Người phụ nữ sửng sốt, nhìn đứa bé với vẻ kinh ngạc. Mà đứa bé thì nhìn lại với đôi mắt chờ mong. Rõ là nó đang chờ được khen ngợi. Người phụ nữ bật cười, vươn tay xoa đầu đứa bé, giỏi. Thần nhi nhà ta giỏi quá. Đứa bé nghe vậy thì nở nụ cười đến tận mang tai, ôm chầm lấy bà ta. Người phụ nữ cười cười rồi đứng dậy, dẫn đứa bé đi về phương xa. Nó khẽ hỏi, mẫu thân bị thương ạ? Người phụ nữ gật đầu. Đứa bé nắm chặt tay bà ta, sau này con lớn rồi, con sẽ bảo vệ mẫu thân. Người phụ nữ bật cười cho qua. Nhưng ánh mắt của đứa bé lại dần trở nên kiên định. Chấm chấm chấm. Diệp giới. Khi người gỗ nhỏ rơi khỏi tay Diệp thần, Diệp Lăng Thiên cũng vừa lúc hoàn hồn. Thấy hình người gỗ rơi xuống, linh hồn bà ta bỗng dưng rúng động, hai mắt tràn ngập kinh hoàng. Diệp thần tan biến rồi. Diệp thần không còn nữa. Hoàn toàn tiêu tan. Biến mất một cách triệt để, không còn sau này nữa. Ngay cả luân hồi cũng không thể. Đúng hơn là hắn là hoàn toàn trở thành Diệp Huyên. Hắn để lại mọi thứ cho Diệp Huyên. Diệp Huyên mở mắt, vung tay lên, khiến không gian khắp nơi chấn động. Cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp bậc của Diệp Thần trước kia. Ngoại trừ ý thức, Diệp Thần đã để tất cả của mình lại cho hắn. Hắn là người ngồi không cũng được lợi nhất nơi này. Sắc mặt những cường giả Diệp tộc khác trở nên xám xịt. Thiên tài mạnh nhất, yêu nghiệt nhất Diệp tộc đã không còn nữa. Cứ thế mà tan biến rồi. Bọn họ đều đang rỉ máu trong lòng. Đây chính là người có thể vượt qua tổ tiên. Vậy mà lại bỏ mạng vì nội đấu trong tộc. Cảm xúc bi thương dâng lên trong lòng mỗi người. Diệp Lăng Thiên cất bước đi đến. Bà ta nhặt người gỗ lên, bần thần nhìn nó như người mất hồn. Diệp Huyên nói, bà thắng rồi, chiến thắng là của bà. Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Để lại Diệp Lăng Thiên siết chặt lấy người gỗ trong tay, hai mắt trống rỗng. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, cô gái váy trắng thu tầm mắt về, xoay người, tiếp tục đi về trước. Chấm chấm chấm. Trong một vũ trụ nọ, Diệp Huyên và Kiếm Tu chậm rãi đi về trước. Phía sau Diệp Huyên là hàng loạt cường giả Kiếm Minh và nhóm người Bạch Y. Kiếm Tu nhìn Diệp Huyên, khí tức của hắn bây giờ rất bất thường, cứ liên tục mạnh lên. Trừ Kiếm Tu ra, không ai dám đến gần hắn. Kiếm Tu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên. Uỳnh! Khí tức trong người Diệp Huyên chậm rãi lắng xuống. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiếm Tu, đệ phải tìm cách hấp thu toàn bộ những gì hắn tặng cho. Diệp Huyên gật đầu, đệ biết. Diệp thần tặng lại toàn bộ tu vi cho hắn là một chuyện cực kỳ tốt, nhưng hắn phải chậm rãi hấp thu chúng, lại còn phải để bản thân thích ứng với cảnh giới hiện nay. Cảnh giới, như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi Bạch Y cô nương, trên hư vô ê cảnh là gì? Bạch Y thấp giọng nói, Đăng Thiên. Diệp Huyên ngẩn ra, Đăng Thiên. Bạch Y gật đầu, nhìn hắn với vẻ phức tạp, cho dù ở Chư Thiên Thành cũng chỉ có vài người ít ỏi. Nàng ấy lắc đầu, Diệp thần quả thật không tầm thường chút nào. Diệp thần. Diệp Huyên quay sang hỏi Kiếm Tu, đại ca cảm thấy Diệp thần thế nào? Kiếm Tu, vẫn còn hơi yếu. Mọi người. Diệp Huyên lắc đầu cười, xem ra trừ cha và Thanh Nhi ra. E rằng rất khó để tìm ai khác trên đời có thể được đại ca nhìn bằng con mắt nghiêm túc. Kiếm Tu bỗng dừng bước,
cười nói, đến lúc chia tay rồi. Diệp Huyên vội hỏi, đại ca định đi đâu? Kiếm tu, đi tìm người có thể giết ta. Diệp Huyên. Sắc mặt nhóm người Kiếm Minh và Bạch Y trở nên kỳ quặc. Kiếm tu cười với Diệp Huyên, tiểu tử đệ là người có hy vọng nhất đấy, đệ. Hắn ta dừng lại, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên vội hỏi, đại ca có ý gì? Kiếm tu chỉ cười, chúng ta chờ ngươi. Sau đó hắn ta đã hóa thành một tia kiếm quang biến mất cuối vũ trụ. Diệp Huyên ngẩn người. Có thế thôi đã đi rồi. Không thèm nói hết câu luôn. Hắn cực kỳ cạn lời. Bạch Y lên tiếng, thiếu chủ còn gì cần chúng ta làm không? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, im lặng suy tư một hồi rồi nói có. Bạch Y khẽ thi lễ, mời thiếu chủ phân phó. Diệp Huyên cười, tạm thời đừng vội, ta phải làm quen với cảnh giới hiện tại đã. Bạch Y gật đầu, chúng ta hộ pháp thay thiếu chủ. Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cần phải nhanh chóng thích nghi với cảnh giới, bởi tu vi này là do Diệp Thần tặng cho, không phải do hắn tu luyện ra. Hai điều này khác nhau, nhưng chuyện tốt là Diệp Thần đã tặng lại toàn bộ cho hắn, trừ ý thức ra. Từ góc độ nào đó mà nói thì hắn sở hữu tất cả những gì Diệp Thần từng có, nhưng hắn vẫn là Diệp Huyên, còn Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy nên hắn chỉ cần hấp thu và thích nghi mà thôi. Nói đơn giản lại, lần này Diệp Huyên lời to. Mẫu tử họ đánh nhau, mình hắn được lợi. Một tháng sau, Diệp Huyên đứng dậy trong vũ trụ, nhìn xuống thân thể mình, cảm nhận được thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đăng thiên cảnh. Hắn cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, vậy mà đã đạt đến đăng thiên cảnh rồi. Phấn khích ghê gớm. Tiểu tháp trong người hắn bỗng nói, ai? Thiếu chủ, bây giờ ta càng thêm chắc chắn rồi. Diệp Huyên tò mò, chắc chắn cái gì? Tiểu tháp, rằng thiếu chủ có hào quang nhân vật chính. Diệp Huyên. Tiểu tháp, người có làm gì kể từ lúc đến Diệp tộc đâu, vậy mà vèo phát đã đạt đến đăng thiên cảnh. Thật là, có hơi quá đáng. Mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Lúc này, Bạch Y đứng một bên nói, chúc mừng thiếu chủ. Diệp Huyên lắc đầu cười, quá dễ dàng, e rằng không phải việc tốt. Bạch Y nghe vậy thì thoáng kinh ngạc. Nàng ấy vốn cũng muốn nhắc nhở Diệp Huyên, nào ngờ bản thân hắn đã ý thức được trước. Diệp Huyên quả thật đã một bước lên trời, nhưng chưa chắc lại là việc tốt. Bởi vì hắn đạt được những điều này quá dễ dàng. Ngô Giang bỗng cười, thiếu chủ đã ý thức được điều này, vậy đã không còn là vấn đề lớn nữa. Diệp Huyên cười, tạm thời đừng bàn đến nó. Chư vị, ta còn vài việc cần giúp đỡ, chẳng biết chư vị có sẵn lòng. Ngô Giang cười, thiếu chủ cứ việc phân phó. Bạch Y cũng nói, thiếu chủ xin hãy phân phó. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khẽ nói, ta phải thay đổi một số thứ. Chấm chấm chấm. Diệp tộc. Diệp Lăng Thiên đã khôi phục lại thể xác, lặng thinh ngồi trên một bậc thềm nọ. Bà ta cứ thế ngồi trơ ra đó, trong tay cầm người gỗ nhỏ Diệp Thần để lại. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên nhìn về nơi xa. Mái tóc chậm rãi nhiễm lên màu bạc. Chẳng mấy chốc sau, mái đầu đen óng đã hóa thành trắng tuyết. Tiêu giới, Diệp Huyên một thân một mình đi đến đây. Hắn vừa đặt chân vào, đã có một ông lão xuất hiện trước mặt. Tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Thiên. Thấy hắn, Tiêu Thiên bật cười, chúc mừng Diệp tiểu hữu. Diệp Huyên ôm quyền, cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Tiêu Thiên lắc đầu, tiểu hữu khách khí. Nói thẳng ra thì ta chỉ đang giúp đỡ Tiêu tộc mà thôi. Diệp Huyên cười, dù sao ta vẫn sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Tiêu Thiên cười ha hả rồi nói, không biết tiểu hữu có kế hoạch gì tiếp theo. Ông ta đang thử thăm dò hắn. Thật ra ông ta cũng sợ Diệp Huyên sẽ vào vĩnh sinh giới. Nếu hắn làm vậy thì toàn bộ cục diện nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cũng sẽ uy hiếp đến địa vị Tiêu tộc. Đương nhiên, nếu bản thân Diệp Huyên muốn vào vĩnh sinh giới thì Tiêu tộc không dám có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ có thể giao hảo cùng hắn. Bởi thế lực sau lưng hắn quá mức khủng bố. Khoan nói đến kiếm tu trung niên mạnh kinh khủng kia, nội những cường giả kiếm minh này thôi cũng đủ để tiêu diệt vĩnh sinh giới rồi.
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ta sẽ không đi vào vĩnh sinh giới. Tiêu Thiên ngẩn ra, trong lòng vui như mở hội nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, trong vĩnh sinh giới có vĩnh sinh chi khí, tiểu hữu không động lòng sao? Diệp Huyên cười, ta không còn cần nó nữa. Tiêu Thiên nghe vậy thì biến sắc. Ông ta suýt nữa đã quên mất cảnh giới của hắn hiện nay. Tên này đã đạt vượt qua hư vô cảnh rồi. Vượt qua hư vô cảnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này chẳng phải làm gì mà lại trực tiếp nhảy vọt qua hư vô cảnh. Mang ra so sánh với nhau quả thật là tức chết người khác. Như chợt nhớ ra điều gì, ông ta hỏi, tiểu hữu có nhớ trước kia từng nói về hào quang nhân vật chính gì không? Diệp Huyên gật đầu, ta nhớ, làm sao vậy? Tiêu Thiên nhìn hắn, bây giờ ta tin lời tiểu hữu rồi. Cậu chắc chắn phải có hào quang gì đó trên người. Diệp Huyên. Tiêu Thiên cười to. Diệp Huyên lắc đầu phì cười nói, không dám giấu giếm Tiêu Thiên tiền bối, lần này ta đến đây là muốn nhờ tiền bối hỗ trợ một chuyện. Tiêu Thiên cười, tiểu hữu cứ nói. Diệp Huyên, được, ta có vài người bạn cần một ít vĩnh sinh chi khí để tu luyện. Tiêu Thiên cười, chuyện này đơn giản, tiểu hữu cứ yên tâm, chừng nào bạn của cậu còn ở tại vĩnh sinh giới. Tiêu tộc ta sẽ đối đãi bọn họ thật tốt. Chỉ cần cung cấp một ít vĩnh sinh chi khí là có thể giao hảo với Diệp Huyên, đây chính là món hời lớn cho tiêu tộc. Hiện nay không chỉ thế lực sau lưng Diệp Huyên mà bản thân hắn cũng đã trở thành cường giả đứng đầu. Vượt qua hư vô cảnh cơ mà. Tiêu Thiên không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng. Một mình Diệp Huyên hiện nay cũng đã đủ để càn quét khắp vĩnh sinh giới rồi. Vậy mà trước đây hắn chỉ là một nhân vật vô danh. Diệp Huyên lại ôm quyền, đa tạ. Tiêu Thiên cười, tiểu hữu định đối đãi với Diệp tộc thế nào? Diệp tộc. Tuy họ đã bị đánh bại. Nhưng người phụ nữ kia còn chưa chết. Bà ta có thể xem như là cường giả đứng đầu vĩnh sinh giới. Một khi nhóm Diệp Huyên rời đi, Diệp tộc lại trở thành một nỗi uy hiếp lớn với tiêu tộc. Thật ra Tiêu Thiên hy vọng Diệp Huyên có thể kết liễu Diệp Lăng Thiên. Nghe thấy lời này, Diệp Huyên rơi vào im lặng. Hắn dĩ nhiên hiểu ý Tiêu Thiên. Thật ra hắn cũng rất muốn giết Diệp Lăng Thiên để diệt trừ hậu hoạn lắm. Nhưng hắn lại nghĩ đến một người Diệp thần. Một hồi sau, Diệp Huyên khẽ nói, trước mắt cứ vậy đi. Hắn nhận được vô số lợi ích từ Diệp thần, nếu ngay lập tức đã giết Diệp Lăng Thiên thì cũng khó mà nói được cho xuôi. Tiêu Thiên là người thông minh, nghe vậy thì gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Sau nửa giờ trò chuyện với ông ta, Diệp Huyên rời đi. Tiêu Thiên lẳng lặng nhìn tia kiếm quang biến mất ở phương xa, không nói gì. Lúc này, Tiêu Cản đi đến bên cạnh Tiêu Thiên, nhìn về chân trời, khẽ nói, thì ra bên ngoài vẫn còn có nơi mạnh hơn vĩnh sinh giới chúng ta. Tiêu Thiên cười, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Cản gật đầu, con hiểu rồi. Tiêu Thiên nói với nàng ta, nhà đầu. Nếu muốn trở thành gia chủ kế nhiệm tiêu tộc, còn phải học cách thay đổi. Tiêu Cần nhìn ông ta, thay đổi thế nào? Tiêu Thiên cười, nhìn người. Tiêu Cần im lặng. Ban đầu nàng ta thật sự không đặt Diệp Huyên vào mắt, bởi vì hắn vô cùng yếu ớt. Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, nhà đầu, ban nãy ta có trò chuyện với Diệp Tiểu Hữu. Hắn nói cho ta biết về một nơi tên Chư Thiên Thành. Còn có hứng thú đến đó trải nghiệm một phen không? Tiêu Càn gật đầu, có. Tiêu Thiên cười, đợi khi nào trở về, con sẽ là tộc trưởng tiêu tộc. Tiêu Càn do dự, ra ra, con còn quá trẻ. Tiêu Thiên bật cười ha hả, vấn đề không phải tuổi tác, mà là con có tự tin hay không? Tiêu Càn nhìn ông ta, con sẽ cố gắng. Tiêu Thiên gật đầu, vậy là đủ rồi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi tiêu giới, Diệp Huyên lại đến Hách Lạp giới. Hắn và Hách Lạp Môn chậm rãi sóng vai đi trên đỉnh núi. Hách Lạp Môn im lặng suốt dọc đường. Diệp Huyên bỗng dừng bước, nói với nàng ấy, ta là Diệp Huyên. Hách Lạp Môn khẽ run lên, gật đầu, ta biết. Diệp Huyên, Hách Lạp cô nương, ta vốn định nhiều lời một chút, nhưng cô là người rất tốt, ta không muốn khiến cô đau lòng. Hách Lạp Môn nhìn hắn, gật đầu, người nói đi. Diệp Huyên hạ giọng, ta biết trong lòng cô có oán niệm.
Diệp Thần dẫu sao không chỉ có mẹ mà còn thiếu nợ rất nhiều người, trong đó có cô, nhưng hắn vẫn lựa chọn cái chết. Hắn nhìn Hách Lạp Ngôn, hắn cũng không phải tuyệt tình hay chỉ có mẹ hắn trong lòng, mà là hắn không thể không làm vậy. Hách Lạp Ngôn khẽ cau mày, vì sao? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới đáp, vì Thanh Nhi. Thanh Nhi. Hắn biết rõ Diệp Thần hoàn toàn không muốn chết, trước kia có lẽ Diệp Thần từng muốn chết, nhưng về sau hắn thật sự chỉ muốn sống. Đã có thể sống, vì sao lại muốn chết? Hơn nữa Diệp Thần cũng không phải là không có ràng buộc. Nhưng hắn lại không thể không chết. Vì Thanh Nhi. Có nàng ấy ở đây, Diệp Thần chỉ có lựa chọn duy nhất là cái chết. Bằng không thì người chết sẽ là Diệp Lăng Thiên, là Diệp tộc. Dĩ nhiên Diệp Thần cũng có ý muốn ra đi, bởi vì tuy ngần ấy năm đã qua nhưng mẫu thân ruột hắn lại vẫn muốn giết hắn. Nhưng nếu không có Thanh Nhi ở đây thì hắn vẫn còn rất nhiều lựa chọn ngoại trừ cái chết. Nhưng vì có Thanh Nhi, hắn trừ chết ra thì không thể làm gì khác. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười. Hắn ý thức được nếu không có Thanh Nhi, e rằng hắn đã mất mạng ngay từ khi còn ở Thanh Thành. Không, ngay từ kiếp trước mới đúng. Nàng ấy đứng trong bóng đêm đã vì hắn mà âm thầm hy sinh biết bao nhiêu. Hách Lạp Ngôn hỏi hắn, người sau lưng ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Hách Lạp Ngôn chậm rãi nắm tay lại, cho dù là hắn cũng không thể chống lại nàng ấy. Diệp Huyên cười, nếu có thể thì người đứng trước mặt cô đã là Diệp Thần chứ không phải ta. Hách Lạp Ngôn nhắm mắt lại, vì sao lại nói cho ta biết chuyện này? Nếu không biết, hai chúng ta ít nhất vẫn có thể làm bạn. Diệp Huyên chỉ cười, vì ta không muốn lừa gạt cô. Hách Lạp Ngôn lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cô đã bỏ ra rất nhiều, không nên gặp phải kết cục như thế. Nhưng thật xin lỗi, ta không thể thay đổi nó, chỉ có thể cho cô biết chân tướng mà thôi. Hách Lạp Ngôn im lặng. Diệp Huyên cười, Hách Lạp Ngôn cô nương, ta đến tìm cô lần này không chỉ để cho cô biết sự thật, mà còn để từ biệt. Hách Lạp Ngôn, người phải đi. Diệp Huyên gật đầu, ta phải đến Chư Thiên Thành. Hách Lạp Ngôn lại hỏi, để làm gì? Diệp Huyên cười, rèn luyện một phen. Hách Lạp Ngôn nhẹ giọng nói, lấy sức mạnh bây giờ của ngươi, e rằng thế gian đã chẳng còn địch thủ. Diệp Huyên lại lắc đầu, ta lại cho rằng ta vẫn còn rất yếu. Hách Lạp Ngôn nhìn hắn, đừng nói vậy, ngươi mà yếu thì chúng ta là gì? Diệp Huyên cười, ta không lãng phí thời gian của Hách Lạp Ngôn cô nương nữa. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó hắn xoay người đi. Hách Lạp Ngôn bỗng nói, ngươi vừa nói đến Chư Thiên Thành. Diệp Huyên dừng bước, gật đầu mỉm cười, đúng vậy. Hách Lạp Ngôn gật đầu, sau này gặp lại. Diệp Huyên vẫy tay chào rồi ngự kiếm bay lên, biến mất ở chân trời. Hách Lạp Ngôn dõi mắt nhìn theo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hách Lạp Liêm đi đến bên nàng ấy. Khẽ nói, kiếm minh bên Diệp Tiểu Hữu đã đồng ý cho chúng ta đưa thiên tài kiếm tu đến chỗ họ tu luyện hàng năm. Hách Lạp Ngôn không đáp. Hách Lạp Liêm lại nói, có quan hệ này với kiếm minh, Hách Lạp tộc ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Ông ta nhìn về chân trời, thì thầm, thiện nhân thiện quả, không ngờ chỉ một quyết định lại thay đổi cả Hách Lạp tộc ta. Hách Lạp Ngôn khẽ hỏi, phụ thân ơi, hắn đã biến mất thật rồi sao? Hách Lạp Liêm thở dài, đúng vậy. Ông ta nhìn chân trời, Diệp tộc đã trêu phải người không nên trêu vào, hắn cũng chọc phải người không nên đụng vào. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, Diệp Huyên đang chậm rãi đi cùng một nhóm cô gái. Là nhóm Đạo Nhất và A Mệnh. Các pháp tắc đều tề tựu. Nhưng không ai nói gì. Đi được một lúc, Diệp Huyên bỗng dừng bước. Cười nói với họ, ta rất muốn trở lại như trước kia, nhưng ta biết đó là bất khả thi. Ta đã sắp xếp xong cho các cô, trước mắt hãy tu luyện ở vĩnh sinh giới. Lấy thiên phú của các cô, hẳn sẽ nhanh chóng đạt đến trụ cảnh, thậm chí là hạn cảnh. Đến khi nào cảm thấy nơi này không thể hỗ trợ mình được nữa thì có thể liên lạc với Kiếm Minh và Điện Thiên Hành. Hoặc nếu có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể liên lạc với họ, họ sẽ giúp đỡ các cô. Các cô gái vẫn im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, đến lúc chia tay rồi. Chúng ta sau này gặp lại. Sau đó hắn xoay người đi. Đạo Nhất bỗng gọi theo, đợi đã.
Diệp Huyên quay lại nhìn, chỉ thấy nàng ta cười khổ, ta đã biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng ta vẫn ôm hy vọng trong lòng, rằng hắn có thể ngăn cản cô gái váy trắng. Cảm xúc trong lòng Đạo Nhất lúc này phức tạp vô cùng, bởi vì nàng ta dẫu sao cũng hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Nào ngờ cô gái váy trắng lại quá khủng khiếp. Cho dù đã đạt đến đăng thiên cảnh, Diệp Thần vẫn không làm gì được nàng ấy. Chỉ còn đường chết. Cô gái váy trắng. Người này, từ đầu đến cuối đều áp chế Diệp Thần. Sở dĩ nàng ấy không giết hắn ngay là vì nàng muốn để Diệp Huyên hoàn toàn hấp thu Diệp Thần. Nói theo cách này thì cuộc đời Diệp Thần chẳng khác gì một tấn bi kịch. Trước tiên là có một mẫu thân như vậy, sau đó lại gặp phải cô gái váy trắng vô địch. Từ đầu chí cuối đều chỉ có bi kịch. Diệp Huyên đứng trước Đạo Nhất, không nói gì. Nếu là trước kia, hắn còn có thể nói hắn là Diệp Thần, Diệp Thần là hắn, nhưng bây giờ hắn chính là Diệp Huyên, mà Diệp Thần đã không còn nữa. Ý thức của Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Cảm xúc của nhóm A Mệnh cũng phức tạp vô cùng. Bọn họ không biết nên đối mặt với Diệp Huyên thế nào. Giết ư? Hiển nhiên là không thể. Hơn nữa, sau quãng thời gian chung đụng vừa qua, bọn họ cũng sinh ra hảo cảm với hắn. Đạo Nhất bỗng lên tiếng, sống cho tốt. Diệp Huyên cười, các ngươi cũng vậy, sau này chúng ta gặp lại. Sau đó hắn xoay người rời đi. Diệp Huyên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt các cô gái. A Mệnh thì thầm, hắn là người thắng đậm nhất. Đạo Nhất lắc đầu, cũng là người vô tội mà thôi. Ai cũng nói Diệp Thần số khổ, nhưng bàn về bi kịch thì ai qua được Diệp Huyên. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng làm gì cả, vậy mà lại bị Diệp Thần cưỡng chế luân hồi, lại còn bị lây nhiễm vô số nhân quả, trong đó đặc biệt là nhân quả tai ách khiến hắn khổ sở vô cùng. Nếu không có cô gái váy trắng, Diệp Huyên chắc chắn đã bị Diệp Thần mạt sát. Khi ấy có ai lại tiếc thương cho hắn đây? Chính vì nguyên nhân này mà Diệp Huyên chưa bao giờ đồng cảm với Diệp Thần. Bởi vì hắn không có tư cách ấy. Nếu không có Thanh Nhi, Diệp Huyên hắn đã biến mất từ lâu rồi. Pháp Tắc Sinh Mệnh bỗng mở miệng hỏi, chúng ta làm gì đây? Đạo Nhất nhìn bốn phía rồi nói, hắn đã chào hỏi trước với Tiêu tộc và Hách Lạp tộc nơi này. Các ngươi có thể an tâm tu luyện tại đây. A Mệnh hỏi nàng ta, còn ngươi? Đạo Nhất khẽ cười, ta muốn đi khắp nơi, ngắm nhìn một chút. Nàng ta cất bước rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phương xa. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không trực tiếp đi đến Chư Thiên Thành mà lại đưa Thác Bạt Ngạn về lại Thanh Châu. Hắn vốn định đưa nàng ta và nhóm Mạc Vân Khởi cùng đến Vĩnh Sinh Giới, để họ tu luyện bằng Vĩnh Sinh Chi Khí. Nhưng tất cả đều từ chối. Nơi ấy quá xa lạ với họ. Diệp Huyên cũng không ép buộc, cũng may là có Tiêu tộc và Hách Lạp tộc đứng ra săn sóc, bọn họ về sau cũng sẽ không thiếu Vĩnh Sinh Chi Khí. Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn ngồi bên nhau trên thềm đá của một gian đại điện, nàng ta tựa đầu vào vai hắn, lặng lẽ bên nhau. Chân trời phương xa treo một vầng trăng đỏ máu. Một hồi sau, Diệp Huyên khẽ hỏi, thật sự không đi cùng ta sao? Thác Bạt Ngạn lắc đầu cười cười. Diệp Huyên nhìn nàng ta, vì sao? Nàng ta thì thầm, đi theo chàng, ta sẽ chỉ là một bình hoa trang trí mà thôi, vì ta có làm thế nào đi nữa cũng không thể đuổi kịp bước chân chàng. Diệp Huyên không nói gì. Cho đến lúc này, đã không có bao nhiêu người có thể theo kịp hắn. Đặc biệt là khi hắn còn đạt đến đăng thiên cảnh. Thác Bạt Ngạn bỗng nắm lấy tay hắn, mắt vẫn nhìn về phương xa, khẽ nói, chàng hãy nhớ, cho dù có đi bao xa, Thanh Châu vẫn là nhà của chàng. Thanh Châu. Diệp Huyên cũng dõi mắt nhìn khắp nơi, cười nói, đương nhiên, vì có nàng ở đây mà. Những lời này khiến một nụ cười sáng lạn xuất hiện trên mặt Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyên bỗng nói, trời sập tối rồi, chúng ta đi ngủ chứ. Thác Bạt Ngạn nhìn chân trời. Rõ ràng vẫn còn sáng mà. Nhưng rồi nàng ta nghĩ đến gì đó, gò má lập tức đỏ bừng. Diệp Huyên cười ha hả, ngủ thôi. Chấm, hắn ôm Thác Bạt Ngạn biến mất. 10 ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi Thanh Thành, đi đến vũ trụ cửu duy. Bất tử đế tộc, nhóm người Đông Lý Tịnh cũng đã trở lại trong tộc. Trong một gian điện nọ, Diệp Huyên ngồi đối diện với Đông Lý Tịnh,
ở sang một bên là các trưởng lão như Đông Lý Chiến. Đông Lý Tịnh mở lời, bất tử đế tộc hiện nay không thể đến vĩnh sinh giới. Diệp Huyên, vì sao? Đông Lý Tịnh lắc đầu, chúng ta quá yếu, nếu đến đó thì chỉ có thể lót đế. Vì có ngươi nên những thế lực tại vĩnh sinh giới sẽ dốc lòng đối đãi chúng ta, nhưng điều này lại sẽ khiến tộc nhân ỷ lại vào ngươi, không tốt cho sự phát triển của toàn tộc. Bà nhìn Diệp Huyên, tộc ta có thể cảm thấy vinh dự vì ngươi, nhưng không thể lệ thuộc vào ngươi trong mọi chuyện. Diệp Huyên gật đầu, vậy người định thế nào? Đông Lý Tịnh suy nghĩ một hồi rồi nói, phát triển, chẳng qua cần có ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên gật đầu, người không muốn đưa toàn bộ bất tử đế tộc đến vĩnh sinh giới, nhưng vẫn có thể đưa một ít tộc nhân đến đó phát triển trước, đặc biệt là các tiền bối như Đông Lý Chiến. Khi ở vĩnh sinh giới, tốc độ tu luyện của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều. Đông Lý Tịnh gật đầu, được. Thật ra bà cũng rất muốn đưa toàn bộ bất tử đế tộc đến vĩnh sinh giới. Ngặt nỗi so với những thế lực ở đó, bất tử đế tộc lại quá yếu ớt. Diệp Huyên đứng dậy, vậy ta cáo từ tộc trưởng ở đây. Đông Lý Tịnh, người chuẩn bị đến Chư Thiên Thành. Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Tịnh khẽ gật đầu, bảo trọng. Hắn cười, mọi người cũng vậy. Sau đó hắn xoay người, biến mất ở cuối chân trời. Đông Lý Chiến bỗng nói, trong vũ trụ mênh mông này, bất tử đế tộc ta quá yếu. Đông Lý Tịnh thì thầm, đường chúng ta phải đi còn rất dài. Đông Lý Chiến gật gù, nói với Đông Lý Tịnh, nếu không có quyết định ban đầu của người, bất tử đế tộc ta đã không có hôm nay. Khi Đông Lý Tịnh muốn nhận Diệp Huyên về, đã có một vài sự phản đối đến từ trong tộc, nhất là khi họ biết Diệp Huyên đang đối đầu với thần đình. Nhưng bà đã kiên quyết dẹp hết mọi lời dị nghị, toàn lực ủng hộ Diệp Huyên. Nếu không nhờ vào đó, bất tử đế tộc ngày nay tuyệt đối sẽ không được như bây giờ. Bước vào vĩnh sinh giới. Trong vũ trụ này có biết bao cường giả muốn được đặt chân đến đây. Mà bất tử đế tộc không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì lại có được tư cách đưa người vào đó, lại còn được những thế lực cao cấp trong đó hỗ trợ. Có thể nói không qua bao lâu nữa, bất tử đế tộc sẽ đạt đến một trình độ mới. Đông Lý Tịnh nói, đừng nghĩ đến việc khác, tập trung phát triển thật tốt đi. Đông Lý Chiến gật đầu. Đối với bất tử đế tộc hiện nay, quan trọng nhất chính là phải phát triển. Bởi vì bọn họ còn tương đối yếu. Gian phòng trúc bên bờ hồ. Khi Diệp Huyên một lần nữa đi đến nơi Diệp Thần từng ngụ lại này, hắn gặp được hai người. Mục Tiểu Đao và Tiểu Ách. Nhìn thấy hắn đến, cả hai không nói lời nào. Hiển nhiên họ đã biết về chuyện Diệp tộc. Diệp Huyên cười mở lời, hai vị, chúng ta trò chuyện chút chứ. Mục Tiểu Đao lãnh đạm, nói gì? Diệp Huyên, ta là Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao liếc hắn, người bị ngu hả? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao, bọn ta không thân không quen với Diệp Thần, hắn có liên quan gì đến bọn ta? Diệp Huyên nghe vậy thì sửng sốt, sau đó phá ra cười. Suýt nữa quên mất. Hai người này không quen biết Diệp Thần, hay nói cách khác, từ đầu chí cuối họ chỉ biết có mỗi hắn. Thật ra hắn vẫn rất bận tâm đến suy nghĩ của họ. Hắn không muốn bị họ xem như người xa lạ. Mục Tiểu Đao nói, nghe nói ngươi đã đến đăng thiên cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Mục Tiểu Đao thở dài, lại không đánh lại ngươi. Diệp Huyên cười, trước kia ta bị hai ngươi đánh cho thê thảm. Hắn từng bị họ đuổi đánh suốt một thời gian dài. Tiểu Ách bỗng hỏi, ngươi còn quản lý thần đình vũ trụ không? Diệp Huyên nhún vai, ta không phải Diệp Thần. Tiểu Ách, thì đã sao? Chỉ cần ngươi ra mặt, bọn họ đều sẽ chấp nhận. Mục Tiểu Đao gật đầu, nếu ngươi bỏ mặc, thần đình vũ trụ sẽ như rắn mất đầu. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, vẫn còn A Mệnh và những người khác. Hai cô gái im lặng. Thành viên cốt cán của thần đình vũ trụ chính là những pháp tắc vũ trụ, trước kia họ tôn kính Diệp Huyên là vì hắn là Diệp Thần. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là Diệp Thần nữa, nói cách khác là nhóm A Mệnh có thể không cần nghe theo lời hắn. Tóm lại là hoàn cảnh lúng túng vô cùng. Diệp Huyên bỗng bật cười, thôi đừng nói việc này nữa. Lần này ta đến tìm là để hỏi các cô có kế hoạch gì không? Hai cô gái nhìn nhau, sau đó Mục Tiểu Đao nói, ta muốn đến vĩnh sinh giới.
Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Sau đó hắn nhìn Tiểu Ách, nàng ta im lặng một hồi rồi nói, đến Vĩnh Sinh Giới. Chỉ có đến đó, họ mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Diệp Huyên cười, vậy sau này gặp lại. Thấy hắn muốn rời đi, Mục Tiểu Đao bỗng hỏi, chỉ thế thôi đã đi à? Diệp Huyên chớp mắt, hay là thơm cái chào tạm biệt. Mục Tiểu Đao rút đao chém thẳng về phía của quý của hắn. Diệp Huyên bật cười ha hả rồi bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời, sau đó là giọng nói truyền đến, Tiểu Đao, Tiểu Ách, ta đợi hai người ở Chư Thiên Thành. Bên dưới, Mục Tiểu Đao lắc đầu cười, cái tên này. Sau đó nàng ta hỏi Tiểu Ách, đến Chư Thiên Thành chứ? Tiểu Ách gật đầu, ừ, nhưng trước mắt thì chưa. Mục Tiểu Đao cười, đến Vĩnh Sinh Giới đã. Bọn họ biến mất ở chân trời. Chấm chấm chấm. Một nơi nào đó trong vũ trụ, Diệp Huyên cười nói với bóng mờ trước mặt, thú thần tiền bối, chúng ta cũng phải từ biệt rồi. Hắn muốn mang thú thần đi lắm, nhưng nó tạm thời không muốn đến Chư Thiên Thành, mà lại muốn đi Vĩnh Sinh Giới. Thú thần cười nói, cáo từ tiểu hữu. Diệp Huyên gật đầu, thú thần tiền bối có thể đến thẳng Tiêu tộc, bọn họ đã đồng ý sẽ cung phụng người. Thú thần cười to, ha ha, vậy thì đa tạ. Diệp Huyên cười, khách khí, ta sẽ gặp lại tiền bối sau. Thú thần ôm quyền, sau này gặp lại. Diệp Huyên xoay người biến mất trong vũ trụ. Thú thần nhìn kiếm quang nơi xa suốt một hồi, sau đó lắc đầu cười, quả là đáng giá. Ban đầu khi tộc trưởng dị duy giới hỏi nó có đáng vì Diệp Huyên mà đắc tội với dị duy giới hay không, nó đã đáp rằng rất đáng. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Chấm chấm chấm. Nơi cuối vũ trụ, nhóm Ngô Giang và Bạch Y xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bạch Y hỏi, thiếu chủ, chúng ta lên đường ngay nhé. Diệp Huyên gật đầu. Bạch Y mỉm cười, quay đầu nói, mở đường. Uỳnh. Một tòa đại điện bỗng phá vỡ không gian, để một thông đạo nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. Bạch Y nói với Diệp Huyên, mời thiếu chủ. Diệp Huyên vừa định đặt chân bước lên thì dị biến xảy ra. Đại điện bất thình lình vỡ vụn, một khắc sau, có một cái bóng mờ ảo lao vụt ra từ bên trong, sau đó là một sợi xích đỏ máu lao về phía Diệp Huyên như tia chớp. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Diệp Huyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khi sợi xích màu đỏ máu ấy ập tới. Hắn không ra tay, bởi vì đã có Bạch Y xuất hiện trước mặt. Nàng ấy vươn bàn tay trắng nõn nà ra, nhẹ nhàng làm động tác ấn xuống. Ầm. Một dòng sông thời gian duy độ lập tức chảy xuôi trước mặt. Uỳnh. Sợi xích kia bị ngăn lại, nhưng Bạch Y ngay lập tức biến sắc khi thấy thời gian duy độ đã hóa thành hư vô. Sợi xích đỏ tươi kia lại ầm ầm lao đến muốn chém vào nàng ấy. Bạch Y khẽ nheo mắt, đang muốn ra tay thì đã có mười mấy tia kiếm quang nện xuống sợi xích. Bùm. Sợi xích đỏ một lần nữa bị chặn đứng. Một lá chắn hình thành từ vô số tia kiếm quang đã xuất hiện che chở trước mặt Diệp Huyên. Khi các kiếm tu muốn ra tay, sợi xích kia bỗng biến mất không còn tung tích. Bọn họ đưa mắt nhìn về nơi thông đạo không gian hình thành, chỉ thấy một cô gái áo đen đứng đó. Trong tay ả ta chính là sợi xích đỏ kia. Bạch Y hỏi, ngươi là người phương nào? Nàng ấy cảm thấy kinh hãi vô cùng. Bởi trên đời này chẳng có bao nhiêu kẻ dám tấn công kiếm minh lẫn điện thiên hành. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Cô gái áo đen kia chỉ cong môi, mỉa mai hỏi Diệp Huyên, chỉ có thế thôi à? Diệp Huyên, kẻ địch trước kia của ta là Diệp tộc, là Diệp Lăng Thiên. Cô không phải người của bà ta. À cười, Diệp thiếu không ngại đoán thử xem. Diệp Huyên, cô đến từ phe của cha Diệp thần. Những lời này khiến nụ cười của ả áo đen cứng lại. Diệp Huyên vỗ trán cái bếp, ôi trời ạ, mấy người kết thúc được chưa vậy? Ông đây điên mất. Trước có tiên tri, sau có Diệp thần, giờ lại thêm một nhân quả mới. Hắn sắp điên thật rồi. Cứ mãi không dứt thế này. Có còn để người ta thở hay không? Mệt mỏi thật sự. Cứ ùn ùn kéo tới hoài. Không chỉ có Diệp thần kiếp này mà còn kiếp trước nữa của hắn. Diệp Huyên nghĩ thôi mà muốn điên cả đầu.
Hắn hít sâu một hơi, nói với cô gái áo đen, này muội tử, ta thấy ân oán giữa ta và Diệp thần gì đó chấm dứt ở đây được rồi. Thân thế với kiếp trước gì của hắn không liên quan đến ta. Hai bên chấm dứt tại đây, ta đi đường ta, các người đi đường các người được không? Xem như ta xin các người tha cho ta đi, ta không muốn chơi trò này nữa đâu. Cô gái áo đen, mơ đẹp lắm. Diệp Huyên. Bạch Y bỗng lên tiếng, thiếu chủ không phải nhiều lời với ả. Chúng đã muốn chơi thì chúng ta cũng chơi cùng. Ngô Giang cũng cười, đúng vậy, kiếm minh ta sẵn sàng chơi cùng. Cô gái áo đen chỉ cười khẩy, các ngươi cho rằng kiếm minh và điện thiên hành vô địch sao? Ha ha! Thân hình ả ta mờ dần theo từng câu nói. Bạch Y, truyền lệnh về điện thiên hành, nói điện chủ phái người đến tiếp viện và điều tra ả ta ngay lập tức. Một cường giả sau lưng nàng ấy gật đầu rồi âm thầm rời đi. Ngô Giang cũng phân phó, lập tức liên lạc với kiếm si tiền bối. Một cường giả kiếm tu đứng sau lập tức thả một tia kiếm khí ra. Sắc mặt Ngô Giang lẫn Bạch Y đều có phần nghiêm trọng. Đối phương biết rõ về thực lực của kiếm minh và điện thiên hành mà vẫn trắng trợn nhằm vào Diệp Huyên, chứng tỏ bọn chúng không sợ hai thế lực này. Mà bọn họ tuy cũng không sợ, nhưng không thể không cẩn thận. Bởi vì họ có Diệp Huyên ở đây. Nếu hắn có mệnh hệ gì, họ biết ăn nói ra sao với kiếm chủ. Bỗng dưng Diệp Huyên xoay gót rời đi. Nhóm Bạch Y sửng sốt, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyên đi đến Diệp tộc. Thấy không những hắn mà nhóm Bạch Y cũng đến, toàn bộ cường giả Diệp tộc như lâm đại địch. Diệp Huyên thèm nhìn họ mà đi thẳng vào một gian đại điện, gặp được Diệp Lăng Thiên đứng đó. Mái tóc bà ta đã hoàn toàn biến thành một màu trắng như tuyết. Thấy hắn đến, Diệp Lăng Thiên chỉ lãnh đạm nhìn, không nói không rằng. Diệp Huyên, cha hắn là ai? Diệp Lăng Thiên mỉm cười, đến tìm ngươi. Diệp Huyên nheo mắt, bà đã báo cho ông ta. Nụ cười Diệp Lăng Thiên càng thêm rạng rỡ, đúng vậy. Diệp Huyên quắc mắt, bà muốn ông ta giết ta. Diệp Lăng Thiên lại lắc đầu. Diệp Huyên cau mày, mục đích của bà là gì? Diệp Lăng Thiên đi đến, nhìn thẳng vào mắt hắn, ta muốn ngươi giết cha hắn. Diệp Huyên. Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng cười điên loạn, bất ngờ lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía chân trời, nụ cười rạng rỡ trên mặt bắt đầu nhiễm lên vẻ điên cuồng, khiến người khác không rét mà run. Diệp Huyên hỏi, có chuyện này ta không rõ. Diệp Lăng Thiên, nói đi. Diệp Huyên nhìn bà ta, bà rất hận cha hắn. Diệp Lăng Thiên cười, không hẳn hận, chỉ là muốn đào mả 18 đời tổ tông. Nhân tiện đổ sát già trẻ cả tộc gã mà thôi. Diệp Huyên. Diệp Lăng Thiên, ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, nếu không ngại thì nói chút chuyện giữa bà và ông ta đi. Diệp Lăng Thiên cười, không có gì để nói. Diệp Huyên bỗng thốt lên, ông ta bỏ rơi bà. Nụ cười trên mặt Diệp Lăng Thiên bỗng trở nên dữ tợn, có một tia sát ý vô hình ập về phía Diệp Huyên nhưng lại nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên, ta đoán đúng rồi sao? Diệp Lăng Thiên cười, không, ngươi đoán sai rồi. Diệp Huyên cau mày. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, là ta bỏ rơi gã. Diệp Huyên, vì sao? Diệp Lăng Thiên trợn trừng mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng đàn ông thì nên có tam thê tứ thiếp ư. Diệp Huyên nghe vậy thì cứng còng. Hắn bỗng dưng hiểu ra. Hiểu rõ ngọn ngành. Diệp Lăng Thiên hiển nhiên cũng là một người theo đuổi nữ quyền. Diệp Lăng Thiên cong môi, đàn ông lăng nhăng đều phải chết, người nói đúng chứ? Diệp Huyên nhìn bà ta một hồi, nói, hay là đổi chủ đề đi. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên nhìn hắn như một con dao sắp sửa giết người. Diệp Huyên vội vàng lái đề tài sang nơi khác, chuyện giữa bà và ông ta không nên dính líu đến hắn. Những lời này khiến Diệp Lăng Thiên khẽ run. Thu tầm mắt về rồi nhắm mắt lại. Diệp Huyên lại hỏi, hắn vô tội, đúng chứ? Diệp Lăng Thiên im lặng mất một hồi mới nói, càng lớn, tướng mạo và tính tình hắn càng giống gã, khiến ta càng thêm đau đớn khôn nguôi. Diệp Huyên cười nhạt, vậy nên bà muốn giết hắn. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, thế nào? Ngươi đến để chỉ trích ta. Diệp Huyên lắc đầu, ta không có hứng thú với chuyện gia đình của Diệp tộc trưởng. Ta chỉ biết phải làm con của bà đúng là bi kịch của hắn.
hổ dữ còn không ăn thịt con, bà thì sao? Nhiều năm trước đã muốn giết hắn, bao nhiêu năm sau vẫn muốn giết hắn, bà làm mẫu thân kiểu này. Diệp Lăng Thiên gằn giọng, sao ngươi không đi chỉ trích cha hắn đi? Gã có từng quan tâm đến nó, chăm sóc cho nó chưa? Diệp Huyên há hốc mồm, trời đất, vì cha hắn bỏ bê nên bà một hai phải tàn nhẫn với hắn vậy hả? Phu thê các người đang thi xem ai ác với con mình hơn sao? Cả nhà mấy người biến thái hết rồi hả? Diệp Lăng Thiên chỉ trừng mắt nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên chỉ cảm thấy không biết phải nói gì. Diệp Thần thật sự là quá thảm rồi. Mới có một ông cha và một bà mẹ như vậy. Hắn tự dưng cảm thấy cha mình đúng là người tốt. Ít nhất không vô lương tâm như hai người này. Diệp Lăng Thiên bỗng nói, ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn bà ta, cha hắn tên gì? Đến từ thế lực nào? Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hỏi, ta nói ra thì được gì? Diệp Huyên sạm mặt, bà điên rồi sao mà còn đòi lợi lộc? Diệp Lăng Thiên, không có lợi, vì sao ta phải nói cho ngươi? Diệp Huyên, có phải bà thấy ta dễ tính lắm không? Diệp Lăng Thiên cười khẩy, muốn giết thì cứ việc. Diệp Huyên cũng cười, bà nghĩ bà không nói thì ta không biết sao. Diệp Lăng Thiên chỉ nhắm mắt lại, không đáp lời nữa. Diệp Huyên lại nói, ta chỉ không hiểu, vì sao bà lại cho rằng bọn chúng sẽ đến gây sự với ta. Diệp Lăng Thiên nhìn hắn, vì tự phụ, thế lực càng mạnh, tự mãn càng cao, ngươi giết con của gã. Diệp Huyên xen vào, dừng, ta giết con của ông ta là thế nào? Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ không đúng? Diệp Huyên, là bà hại chết con mình mới đúng chứ? Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, hắn luân hồi chuyển thế thành ngươi, nhưng giờ đây ý thức chủ đạo của hắn đã biến mất. Ngươi, là người được lợi nhiều nhất. Thấy Diệp Huyên mở miệng, bà ta tiếp lời, không cần nói lảng sang chuyện khác với ta, dẫu sao cha hắn đã xác định ngươi chính là hung thủ giết con gã. Ngươi có thể đến giải thích, xem gã có chịu giảng hòa với ngươi hay không, nhưng ta tin là không. Vì trong mắt gã, ngươi chỉ là một kẻ có trống lưng hơi mạnh mà thôi. Hơn nữa Diệp Huyên ngươi cũng là người tự phụ, tuyệt đối sẽ không đi hòa giải với gã. Nhất là khi ngươi đã đạt đến đăng thiên cảnh, sau lưng có hai siêu thế lực khủng bố là Kiếm Minh và Điện Thiên Hành, thêm cả kiếm tu bí ẩn kia, ngươi còn sợ ai nữa? Diệp Huyên chỉ lẳng lặng nhìn bà ta. Diệp Lăng Thiên, vì sao gã còn chưa điều tra gì đã ghi hận ngươi? Vì gia tộc bọn họ thật sự rất mạnh, nhưng gã lại không ngờ, chỉ một quyết định của mình lại khiến tất cả rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bà ta nhắm mắt lại, ta không tiêu diệt được gã và gia tộc đó, nhưng Diệp Huyên ngươi có thể. Sau đó bà ta xoay người rời đi. Trong tay vẫn nắm chặt lấy con người gỗ nhỏ. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên rời đi, im lặng không nói gì. Bạch Y ở bên cạnh trầm giọng nói, thiếu chủ, có giết người này không? Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, bây giờ bà ta đã sống không bằng chết rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Y nhìn mấy người Diệp tộc đang có mặt, sau đó cũng rời đi theo hắn. Phía xa, Diệp Lăng Thiên đi tới trước một gian đại điện, ánh mắt bà ta hơi mờ mịt, sau đó, bà ta bắt đầu cười ngây ngô, cười một lúc lại bật khóc. Tranh đấu tu hành vạn năm, cuối cùng đại đạo lại trống không. Vô địch. Trả thù. Mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Không thể quay lại được nữa. Cậu bé từng nói sẽ bảo vệ bà ta cả đời cũng sẽ không trở lại nữa. Trong điện, Diệp Lăng Thiên chợt ngồi phịch xuống đất, bà ta nằm nhoài dưới đất nhìn người gỗ trong tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, xin lỗi. Một canh giờ sau, một cường giả Diệp tộc đi vào đại điện, gã đi tới bên cạnh Diệp Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, tộc trưởng. Không đáp lời. Cường giả kia ngây người, sau đó đến gần xem thử, một khắc sau. Sắc mặt gã thay đổi, gã liên tục lùi về phía sau, cùng lúc đó, sắc mặt gã trở nên tái nhợt, vì lúc này, Diệp Lăng Thiên đã không còn thở nữa. Tất cả cường giả Diệp tộc lập tức tập trung. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt. Diệp Lăng Thiên đi rồi. Diệp tộc xong rồi, đây là suy nghĩ của tất cả người Diệp tộc vào lúc này. Không còn Diệp Lăng Thiên. Diệp tộc hoàn toàn không có năng lực sinh tồn trong vĩnh sinh giới.
Lúc này, Diệp Thiên đi tới bên cạnh Diệp Lăng Thiên, ông ta phát hiện trước mặt bà ta còn có một bức thư. Diệp Thiên cầm bức thư lên mở ra, giọng nói của Diệp Lăng Thiên vang lên từ bên trong, xóa tội. Xóa tội. Rõ ràng là muốn Diệp tộc xóa tội cho Diệp thần. Diệp Thiên chậm rãi quỳ xuống, những người khác của Diệp tộc cũng thế. Trên chân trời bên ngoài điện, Tiêu Thiên và Hách Lạp Liêm thu hồi tầm mắt. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài. Tiêu Thiên nhẹ giọng nói, Diệp Lăng Thiên này là một người tài. Hách Lạp Liêm gật đầu. Tiêu Thiên lại nói, Diệp tộc này không chỉ có Diệp Lăng Thiên mà còn có một Diệp thần. Hai người này đều là người có thể vượt qua tổ tiên Diệp gia, nhưng vì nội chiến. Nói đến đây, hắn ta không ngừng lắc đầu, đáng tiếc. Quá đáng tiếc, nếu không, e rằng Diệp tộc này có thể vượt xa Ma Kha thần tộc năm đó. Hách Lạp Liêm nhẹ giọng nói, đúng là đáng tiếc, nhưng lại là chuyện vui với chúng ta. Tiêu Thiên gật đầu. Nếu hai mẹ con này không xích mích thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Hách Lạp Liêm khẽ thở dài, tha cho Diệp tộc một con đường sống đi. Tiêu Thiên nhìn về phía Hách Lạp Liêm, Hách Lạp Liêm nhẹ giọng nói, có lẽ Tiêu Huynh từng nghĩ đến việc đuổi cùng giết tận, đúng không? Tiêu Thiên gật đầu, phải. Hách Lạp Liêm cười nói, tha cho Diệp tộc đi. Tiêu Thiên không nói gì. Hách Lạp Liêm lại nói, Diệp Tiểu Hữu cũng không tiếp tục nhằm vào Diệp tộc nữa. Hắn nhận được nhiều thứ từ Diệp thần như thế, nói không có lòng trắc ẩn là chuyện không thể nào. Bây giờ chúng ta đã thắng rồi. Nếu tiếp tục đuổi cùng giết tận thì quá khó coi. Hôm nay tha cho Diệp tộc một con đường sống, nói không chừng sau này sẽ có được thiện quả. Tiểu Thiên cười nói, cho Diệp tộc một cơ hội, nếu sau này trong tộc bọn họ xuất hiện một thiên tài siêu cấp, khi đó chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Hách Lạp Liêm cười, không có một gia tộc nào có thể mãi mãi vô địch cả, không phải sao? Tiêu Thiên cười to, vậy đi thôi. Hai người rời đi, sau khi rời khỏi Diệp tộc, Diệp Huyên dẫn Kiếm Minh và nhóm người Bạch Y đi tới Chư Thiên Thành. Còn về nhóm người phụ thân của Diệp Thần, hắn đã không quan tâm nữa. Bạch Y ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, thiếu chủ, e rằng chuyện này không đơn giản như thế. Diệp Huyên hỏi, ý cô là nhóm người phụ thân của Diệp Thần sao? Bạch Y gật đầu, điện chủ vừa truyền tin, cô gái áo bào đen xuất hiện lúc trước vô cùng thần bí, chúng ta không điều tra ra lai lịch của nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, ngay cả các cô cũng không điều tra ra sao? Bạch Y gật đầu, nói cách khác, có lẽ đối phương không phải thế lực trong Chư Thiên Thành. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, còn có thế lực khác à? Ngô Giang ở bên cạnh chen miệng vào, thượng cổ thiên giới. Diệp Huyên nhìn về phía Ngô Giang, nói nghe thử. Ngô Giang trầm giọng nói, đó là một nơi khá thần bí, không dính dáng gì đến Chu Thiên Thành cả. Bạch Y ở bên cạnh gật đầu, nơi này thật sự khá thần bí, chưa từng liên quan gì với Chư Thiên Thành, vì thế, chúng ta cũng không hiểu nhiều về bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ phụ thân của Diệp Thần đến từ thượng cổ thiên giới. Mà sở dĩ Diệp Lăng Thiên yêu nghiệt như thế có lẽ vì năm đó bà ta từng đến thượng cổ thiên giới. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải. Thật ra hắn rất muốn kết thúc chuyện này ở đây. Diệp Thần là một người bất hạnh, Diệp Lăng Thiên là một người đáng buồn, nói đơn giản thì hắn không muốn dây dưa thêm với cả nhà Diệp Thần nữa. Vì Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất, bây giờ hắn chính là Diệp Huyên. Trên người hắn không còn nhân quả luân hồi nữa rồi. Nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là hắn muốn thôi. Diệp Thần đã không còn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi thở dài một lần nữa. Hắn không chỉ thấy phiền, mà còn bực mình nữa. Lúc này, Bạch Y chợt nói, thiếu chủ không cần phiền não, đợi sau khi thiếu chủ đến Chư Thiên Thành với chúng ta, chuyện của thượng cổ thiên giới, điện chủ và Kiếm Minh sẽ giải quyết. Ngô Giang ở bên cạnh cũng nói, kiếm si tiền bối đã cho người đi tới thượng cổ thiên giới, nếu thế lực bên kia thật sự đang nhằm vào thiếu chủ, thì Kiếm Minh chúng ta sẽ lập tức tuyên chiến thượng cổ thiên giới. Tuyên chiến. Diệp Huyên chớp mắt, trực tiếp tuyên chiến luôn sao? Ngô Giang cười to, đương nhiên phải tuyên chiến rồi. Bọn họ đã nhằm vào thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta còn phải nói phải trái với bọn họ sao? Diệp Huyên gật đầu, không nhiều lời nữa. Hắn không phải một người thích gây chuyện,
nhưng hắn cũng không sợ phiền phức. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. An Lan Tú mới xuất hiện thì lại đến Trương Văn Tú. Lần này, Diệp Huyên chỉ dẫn theo hai người là An Lan Tú và Trương Văn Tú, không đúng, còn có Tiểu Linh Nhi và Diệp Liên nữa. Mà Diệp Liên đang bế quan, tạm thời không thể ra ngoài. An Lan Tú nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, sắp đến rồi sao? Diệp Huyên cười đáp, tạm thời thì chưa. An Lan Tú gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, có phiền phức mới à? Diệp Huyên nói, đúng thế. An Lan Tú nhẹ giọng nói, phiền phức lắm sao? Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, lần này, ai đến gây chuyện với ta, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, nàng biết, Diệp Huyên thật sự hơi tức giận rồi. Đúng thật, đừng nói là Diệp Huyên, có lẽ cả một tượng đất cũng nổi giận. Trương Văn Tú ở một bên chợt cất lời, Bạch Y cô nương, Chư Thiên Thành này có nhiều cường giả không? Bạch Y khẽ mỉm cười, so với bên này thì có thể xem là nhiều. Trương Văn Tú cười nói, có thể giới thiệu cho chúng ta về các thế lực lớn của Chư Thiên Thành không? Bạch Y gật đầu, Chư Thiên Thành có 4 thế lực siêu cấp, 6 tộc lớn, 12 tông. Trong đó 4 thế lực siêu cấp là Kiếm Minh, Điện Thiên Hành của ta, còn có Chư Thiên Phủ và Thần Cung. Nói đến đây, nàng ấy im lặng một lát rồi mới nói tiếp, trong 4 thế lực lớn siêu cấp, Thần Cung khá thần bí, vì bọn họ rất ít xuất hiện, chỉ khi Vĩnh Sinh Khí xuất hiện, bọn họ mới sẽ ra mặt. Diệp Huyên nhíu mày, Vĩnh Sinh Khí. Bạch Y gật đầu, Chư Thiên Thành có một dòng suối nguồn Vĩnh Sinh, đương nhiên khác với suối nguồn Vĩnh Sinh của Vĩnh Sinh Giới, suối nguồn Vĩnh Sinh trong Chư Thiên Thành tinh khiết hơn, có tác dụng với cường giả cấp bậc như chúng ta hơn. Diệp Huyên hỏi, Vĩnh Sinh Khí trong Vĩnh Sinh Giới không có tác dụng với các cô à? Bạch Y cười nói, có tác dụng, nhưng không lớn lắm. Suối nguồn Vĩnh Sinh ở chỗ bọn họ cấp bậc không cao, nếu không Vĩnh Sinh Giới đã sớm bị san bằng rồi. Sở dĩ bọn họ còn tồn tại là vì Vĩnh Sinh Khí ở nơi đó không có tác dụng quá lớn với cường giả của Chư Thiên Thành. Hơn nữa, trước đó ta có quan sát, suối nguồn Vĩnh Sinh ở chỗ bọn họ chưa tới 1000 năm nữa sẽ hoàn toàn khô cạn. Trừ khi bọn họ tiếp tục sử dụng linh khí của thế giới khác bổ sung, hơn nữa linh khí bình thường cũng vô dụng, chỉ có thể sử dụng đại đạo bản nguyên chi khí thôi. Diệp Huyên lại hỏi, suối nguồn Vĩnh Sinh cũng có cấp bậc à? Bạch Y gật đầu, có chứ, theo thứ tự từ thấp đến cao là cấp pháp, cấp linh, cấp thánh, cấp thần. Suối nguồn Vĩnh Sinh ở Vĩnh Sinh Giới có cấp bậc thấp nhất, chính là cấp pháp. Còn suối nguồn Vĩnh Sinh ở Chư Thiên Thành là cấp thánh. Diệp Huyên trầm giọng nói, trong vũ trụ có nhiều suối nguồn Vĩnh Sinh không? Bạch Y lắc đầu, ít lắm. Rất ít, có thể nói thế này, một khi phát hiện suối nguồn Vĩnh Sinh sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Lúc suối nguồn Vĩnh Sinh mới xuất hiện ở Chư Thiên Thành, trong Chư Thiên Thành có ít nhất 100 triệu người chết. Trong đó có vô số cường giả tuyệt đỉnh, năm đó Điện Thiên Hành ta cũng tổn thất khoảng 6 cường giả đăng thiên cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại, cường giả đăng thiên cảnh ở Chư Thiên Thành nhiều thế sao? Bạch Y lắc đầu, đương nhiên là không, đăng thiên cảnh ở Chư Thiên Thành cũng được xem là cường giả hàng đầu. Có thể nói thế này, trong toàn bộ Chư Thiên Thành, có chưa tới 20 cường giả đăng thiên cảnh. Nét mặt Diệp Huyên hơi thả lỏng, cũng may, khó khăn lắm ta mới đạt đến đăng thiên cảnh, nếu đăng thiên cảnh ở Chư Thiên Thành nhiều như cải trắng thì còn gì vui nữa. Bạch Y nhìn Diệp Huyên với nét mặt kỳ lạ. Khó khăn lắm. Ngươi khó khăn lắm mới đạt đến đăng thiên cảnh. Mẹ kiếp. Rõ ràng ngươi không làm gì cũng đạt tới đăng thiên cảnh mà. Nghĩ đến đây, Bạch Y cũng thầm cười khổ. Bọn họ tu luyện mấy trăm nghìn năm mới đạt tới hư vô cảnh, mà thiếu chủ này thì hay rồi, từ diệt thần cảnh thăng tới đăng thiên cảnh luôn. Ngươi cũng giống cảnh giới, thật sự một bước lên trời. Bây giờ nàng ấy còn nghi ngờ có phải đăng thiên cảnh là đặc biệt thiết lập cho thiếu chủ không? Lúc này, hiện tượng lạ xuất hiện, không gian phía xa đột nhiên nổ tung, một khắc sau, một cỗ quan tài màu đen phá không bay tới, sau đó dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Gửi quan tài. Biến cố chợt xuất hiện khiến Kiếm Minh và nhóm người Bạch Y đều thay đổi sắc mặt. Bạch Y đứng chắn trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, một cô gái xuất hiện. Chính là cô gái áo bào đen từng xuất hiện lúc trước,
trong tay ả ta cầm một sợi dây xích đỏ như máu. Cô gái áo bào đen nhìn Diệp Huyên, Diệp Thiếu, e rằng ngươi không thể đến Chư Thiên Thành đâu. Bạch Y cười chế nhạo, chỉ dựa vào ngươi ư. Nói xong, nàng ấy chợt biến thành một đóa sen trắng rồi biến mất. Cô gái áo đen mở lòng bàn tay, sợi dây xích màu máu bắn ra nhanh như tia chớp. Ầm. Bạch quang và huyết quang đồng thời nổ tung. Hai cô gái liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, Bạch Y muốn ra tay một lần nữa, nhưng lúc này, cô gái áo đen kia đột nhiên biến mất. Bạch Y nhíu mày, nàng ấy giẫm nhẹ chân phải, một đóa sen trắng xuất hiện dưới chân. Oanh. Một tia sáng trắng trong hoa sen quấn quanh lấy Bạch Y. Lúc này, sợi dây xích đỏ lặng lẽ di chuyển tới trước mặt Bạch Y. Ầm. Tia sáng trắng quanh người Bạch Y nứt ra, Bạch Y liên tục lùi lại mấy chục trượng, nhưng một khắc sau, vô số đóa sen trắng xuất hiện xung quanh, sau đó nổ tung. Oanh. Tinh không chấn động, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cô gái áo đen kia. Sau khi dừng lại, ả ta định ra tay một lần nữa, nhưng lúc này, mười mấy vị kiếm tu xuất hiện xung quanh ả ta. Cô gái áo đen nhìn một vòng, cười nhẹ ỉ đông hiếp ít à. Dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu đen đột nhiên bay lên cao. Oanh! Trên tinh không, một vòng xoáy khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, từng hơi thở mạnh mẽ cuộn trào ra từ trong vòng xoáy. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi cạn lời. Mẹ kiếp! Đây là muốn gọi người đến xử lý mình. Trương Văn Tú bên cạnh Diệp Huyên cất lời, ra tay không? Diệp Huyên lắc đầu. Trương Văn Tú chớp mắt, tầm ngầm mà đấm chết voi. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Thật ra bây giờ hắn muốn giết cô gái áo đen là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn lại không muốn. Vì bây giờ, chắc chắn Diệp Lăng Thiên vẫn chưa cho phụ thân của Diệp Thần biết rằng mình đã thăng đến đăng thiên cảnh. Càng không nói với đối phương chuyện của đại ca. Theo như lời của Diệp Lăng Thiên thì thế lực thần bí này rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức không thèm điều tra mình. Vì thế, hắn không muốn để lộ thực lực của mình vào lúc này. Hơn nữa, cô gái áo đen này cũng không cần thiết để mình tự ra tay. Trương Văn Tú đến gần Diệp Huyên, hơi nhếch môi, người thật nham hiểm, nhưng mà, ta thích. Diệp Huyên cười to. Lúc này, trong vòng xoáy màu đen chợt xuất hiện mấy chục người. Những người này thấp nhất cũng là vô biên cảnh. Thấy cảnh này, Bạch Y nhíu chặt mày, thế lực này không đơn giản. Cô gái áo bào đen cười nhạt, so xem ai đông hơn sao. Ngươi! Lúc này, tinh không xa xôi chợt vang lên tiếng kiếm reo, một khắc sau, một thanh kiếm xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, giữa chân mày của cô gái áo bào đen đã bị một thanh kiếm xuyên thủng. Cô gái áo bào đen hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên quay đầu, nhìn thấy một cô gái chậm rãi bước tới từ tinh không xa xôi. Cô gái mặc trường bào màu nâu đơn giản, tóc dài xõa xuống, bên hông thắt một sợi gai, vô cùng giản dị. Cô gái bước một bước đã đi được vạn trượng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt cô gái áo bào đen. Cô gái áo bào đen nhìn chằm chằm nàng, hư vô cảnh đỉnh cao. Cô gái đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm, sau đó đâm mạnh một cái. Phập. Đầu của cô gái áo bào đen nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cô gái quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, còn chưa định ra tay à? Ngô Giang sửng sốt, sau đó vội ra lệnh, giết. Nói xong, ông ta lập tức xông ra ngoài cùng những kiếm tu bên cạnh. Cô gái cất kiếm, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên khẽ mỉm cười, kiếm si tiền bối. Cô gái gật đầu, nàng quan sát Diệp Huyên, sau đó lắc đầu cảnh giới không vững. Diệp Huyên gật đầu. Dù bây giờ hắn đã là đăng thiên cảnh, nhưng cảnh giới vẫn chưa vững. Dù sao hắn cũng không phải tu luyện từng bước một. Kiếm si quay đầu nhìn về phía Bạch Y, người phụ nữ kia đâu? Bạch Y trầm giọng đáp, điện chủ đang điều tra người đứng sau nữ nhân này. Nghe vậy, kiếm si khẽ nhíu mày, điều tra. Chuyện này đã sáng tỏ như thế còn cần điều tra à? Bạch Y nhìn kiếm si, ý của kiếm si tiền bối là. Kiếm si đột nhiên xoay người vung kiếm. Vụt. Cách đó mấy vạn trượng,
một cường giả thần bí bị chém bay đầu. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, người phụ nữ này mạnh thật. Thực lực của người phụ nữ này chắc chắn không thua kém gì Diệp Lăng Thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Kiếm Si chợt nói, thiếu chủ đợi một lát, dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Xoẹt 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 xoẹt. Từng cái đầu máu chảy đầm đìa không ngừng rơi xuống. Thấy Kiếm Si ra tay, những cường giả thần bí kia đều thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy trốn. Kiếm Si nhìn những cường giả thần bí kia, không được tha cho một ai cả. Ngô Giang ở bên cạnh gật đầu, sau đó dẫn Kiếm Tu đuổi theo. Kiếm Si quay đầu nhìn Diệp Huyên, muốn đến Chư Thiên Thành à? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm Si gật nhẹ đầu, cũng được, người của chúng ta đều ở đó có thể giúp đỡ nhau. Diệp Huyên đang định đáp lời thì một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ sâu trong tinh không. Kiếm Si xoay người, sâu trong tinh không xa xôi chợt vang lên một tiếng cười to, Kiếm Minh hành động thật ngang ngược. Ai không biết còn tưởng Kiếm Minh của ngươi là vô địch đấy. Nét mặt Kiếm Si không chút cảm xúc, nàng nâng tay lên chém xuống một kiếm. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang phá không bay đi, nhắm thẳng về phía tinh không kia. Ầm! Tinh không xa xôi lập tức nổ tung, sau đó từng chút tiêu vong. Cả vùng tinh không cứ thế tan biến. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện trong tinh không vừa tan biến kia. Là một ông lão. Ông ta mặc trường bào màu đen rộng thùng thình, mái tóc hoa râm, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Lúc này ông ta đang nhìn chằm chằm Kiếm Si, Kiếm Si chĩa kiếm vào ông lão, trong mắt đầy vẻ khinh thường, ngay cả thân phận thật của mình cũng giấu giếm, hành vi như thế có xứng làm kẻ thù của Kiếm Minh ta sao? Ông lão cười nhạt, giấu giếm, ngươi xem trọng Kiếm Minh của mình quá rồi, ở trong mắt lão phu, Kiếm Minh các ngươi vẫn chưa xứng biết đến chúng ta. Kiếm Si nhìn ông lão, không dám nói à. Ông lão cười, lão phu đến từ thượng cổ tộc của thượng cổ thiên giới. Nghe vậy, Bạch Y lập tức xa sầm mặt. Thượng cổ thiên tộc. Đây chính là tộc lớn nhất ở thượng cổ thiên giới. Lúc này, Kiếm Si quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, lập tức ra lệnh cho tất cả người của Kiếm Minh lập tức trở về Chư Thiên Thành. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, Kiếm Minh tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc, không chết không thôi. Không chết không thôi. Nghe vậy, ông lão lập tức híp mắt. Thẳng thừng tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc. Hành động này hơi vượt khỏi dự đoán của ông ta. Bạch Y ở bên cạnh nhìn Kiếm Si, nàng ấy muốn nói lại thôi. Vì nàng ấy hiểu về thượng cổ thiên tộc này. Bây giờ nàng ấy đã hiểu vì sao Diệp Thần kia lại xuất sắc đến thế rồi. Ngoài lý do bản thân Diệp Thần thì chắc chắn cũng có liên quan rất lớn với thượng cổ thiên tộc này. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Thần. Có thể đạt đến trình độ như thế dù không có thượng cổ thiên tộc giúp đỡ, đừng nói ở Vĩnh Sinh giới, cho dù ở Chư Thiên Thành và thượng cổ thiên giới cũng là một yêu nghiệt hàng đầu, thậm chí còn là kiểu có một không hai. Đáng tiếc một yêu nghiệt như thế lại bị mẫu thân ruột của mình ép chết hai lần. Lúc này, ông lão chợt nói, tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc ta. Kiếm Minh ngươi á, ngươi. Vào lúc này, Kiếm Si đột nhiên biến mất. Ông lão híp mắt. Ông ta tiến về phía trước một bước, đánh một quyền tới. Một quyền đánh ra, chín dòng sông thời gian xuất hiện. Nhưng kiếm vừa chém tới, chín dòng sông thời gian lập tức biến thành hư vô. Thấy vậy, sắc mặt ông lão thay đổi, ông ta chắp hai tay về phía trước, trong nháy mắt, thời gian duy độ trước mặt ông ta lập tức trở thành hư vô. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp truyện. Thời gian hư vô. Ông ta muốn trực tiếp tiêu diệt Kiếm Si. Khi kiếm của Kiếm Si bay tới chỗ cách ông lão mười mấy trước, kiếm quang lập tức trở nên hư ảo. Lúc này, không gian trên đầu ông lão chợt nứt ra, một khắc sau, vô số thanh kiếm khí chém thẳng xuống. Ông lão thầm thấy hoảng hốt, lập tức rụt tay, lùi về phía sau. Xoẹt 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 xoẹt. Tiếng chém liên tục vang lên. Ông lão lùi lại mấy nghìn trượng, khi dừng lại. Trên người ông ta là vết kiếm chẳng chịt, giống như vừa mới bị lăng chỉ vậy. Kiếm Si lạnh lùng nhìn ông lão, thứ rác rưởi thế này cũng xứng nhằm vào thiếu chủ của Kiếm Minh ta sao? Dứt lời, nàng lập tức định ra tay một lần nữa,
Lúc này, ông lão gằn giọng nói, Kiếm Minh. Đợi đấy, các ngươi hãy đợi đấy. Sau đó, ông ta xoay người biến mất ở phía chân trời. Thấy thế, Kiếm Si nhíu mày. Lúc này, cường giả Kiếm Minh vừa đuổi theo trước đó đều đã trở lại. Kiếm Si nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Mọi người tiếp tục lên đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.